Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Châu Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé. Đáng tiếc, tuy đứa bé có sức mạnh khoảng 1 triệu nhưng vẫn quá yếu so với Lý Nguyên. Thiếu niên chắp hai tay ra sau lưng, không nhúc nhích mà hồng lăng hết giải này đến giải khác bay ra, quấn chặt đứa bé. Theo phán đoán của Lý Nguyên, nếu đứa bé có thể bùng nổ với sức mạnh của số liệu 1 triệu thì những giải hồng lăng này không thể giữ chặt nó được. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trước khi Lý Nguyên kịp bước thêm bước nào, đứa bé đã bùng nổ tung, biến thành từng mảng máu loãng. Ngay lập tức, tiếng thét chói tai phía xa vang lên trong không trung, giống như vô số giọng nói kỳ lạ của con người được trộn lẫn với nhau từ bờ bên kia truyền đến. Đa tạ tiên trưởng, đa tạ tiên trưởng, trên mặt đất, trong sân và trên đường phố, bách tính ở vương quốc phàm nhân đều quỳ dạp xuống đất. Lý Nguyên nhìn tay mình, xác định đứa bé tuy có sức mạnh khoảng một triệu nhưng lại yếu ớt như cái bát xứ vỡ, chỉ cần va chạm với lực lượng ngang cấp là tan vỡ. Nhìn dân chúng và thai phụ chết thảm, lý nguyên than nhẹ và xoay người rời đi đột nhiên hắn hơi ý thức được rằng trong sương mù xám xịt này chỉ cần sinh con sẽ tạo ra sinh linh cực kỳ tà ác như vậy vấn đề là ở đây có phải con nối dõi bị ô nhiễm bởi thứ gì nên khi được sinh ra mới trở thành ác quỷ không nhưng dù thế nào đi nữa lời giải thích này cũng không có lý bởi vì đứa bé dù bị ô nhiễm nó vẫn là một đứa bé sức mạnh bản thân cực kỳ yếu ớt làm sao có thể có sức mạnh lên đến một triệu ngay từ khi được sinh ra đứa bé nhân loại thì lại như vậy kể cả nòng nọc cũng như vậy điều này thật không hợp lý lý nguyên nói với lý bình an bên cạnh suy nghĩ của mình lý bình an quét qua địa phương trực tiếp tách ra một phân thân phân thân này cầm lệnh bài trưởng lão mộc huyền môn đi tìm đệ tử tông môn trấn quốc ở địa phương đó ngay sau đó dưới sự hộ tống của các đệ tử tiên tông nhiều thai phụ bắt đầu rời khỏi thành quốc chủ cũng ban hành tiên trường lệnh trong thời gian sương mù xám xịt mọi sinh linh không được phép sinh sản hậu quả là một số loài như mèo con và chó con vừa vặn mang thai bị người dân đánh chết có những đứa trẻ khóc lóc van xin đừng đánh chúng, nhưng vì có lệnh của quốc chủ, người dân không thể làm trái. Lý Nguyên chứng kiến cảnh tàn khốc này, một màn tận thế thu nhỏ, cũng khẽ thở dài, hắn liếc nhìn Mộng Hạnh Tiên, "Mộng Hạnh Tiên, quả đen nhỏ nhắc nhở, ngươi có thể kết nối với một số động vật và truyền đạt thông tin này ra ngoài, như vậy những động vật mang thai kia sẽ không cần phải chết." Mộng Hạnh Tiên à tỏ ra không muốn lãng phí sức lực, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lý Nguyên, đành miễn cưỡng nói, "Được rồi, được rồi, nghe lời cô tử." cô tử nói đúng. Chẳng mấy chốc, cảnh tượng đàn áp động vật dừng lại, mọi người ngạc nhiên phát hiện ra rằng động vật dường như có trí tuệ và bắt đầu lần lượt rời khỏi thành. Lúc này đã đến trạng vạng tối, chúng ta cũng hãy rời khỏi thành thôi. Lý Nguyên nói, mọi người cẩn thận, sự biến đổi của môi trường nơi đây là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Lúc này, tiểu lang mẫu ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, có lẽ ta có thể thử xem. Giọng nói khàn khàn cho thấy lúc này là Hàn Phùng. Lý Nguyên hỏi, thử như thế nào? Hàn Phùng nói, chỉ cần là sinh mệnh, ta có thể dò xét ký ức của chúng lý nguyên nói ta nói cho ngươi biết những con quái vật vừa mới sinh ra kia đều là tam phẩm đỉnh phong ngươi còn muốn thử sao hàn phùng nói chỉ cần hữu ích với ngươi ta sẽ thử ta không cần tự mình nhập vào linh hồn của những con quái vật đó chỉ cần phân ra một luồng thần hồn để thử là được cho dù thất bại ta cũng có thể thoát thân lý nguyên quay đầu nhìn thành tiên tuyền xám xịt và gật đầu tuy rằng nhiều thai phụ và động vật mang thai đã di rời khỏi đây nhưng xung quanh thành tiên tuyền vẫn còn sinh linh sinh sản chẳng bao lâu sau mọi người ở trong sông đào bảo vệ thành đã nhìn thấy từng con cá đen quỷ dị đang bơi lội hỗn loạn những con cá đen này cực kỳ nhỏ hiển nhiên là mới nở từ trứng cá nhưng trong mắt lý nguyên chúng cũng có số liệu một triệu hàn phùng nắm bắt cơ hội vận dụng lực lượng bắt đầu dò xét ký ức của một con cá đen lần dò xét này khiến nàng gần như phát điên con cá đen nhanh chóng nổ tung hàn phùng quỳ dạp xuống đất đầu đầy mồ hôi hai mắt trợn tròn dường như đã nhìn thấy hình ảnh cực kỳ kinh khủng lý nguyên chờ nàng bình tĩnh lại một chút rồi hỏi không sao chứ hàn phùng gật đầu sau đó yếu ớt nói ta thấy được rất nhiều ký ức ký ức hoàn toàn khác nhau ký ức vụn vỡ giống như ký ức của mấy vạn mấy trăm vạn người bị nhét ở cùng một chỗ lý nguyên đột nhiên hắn hiểu ra có lẽ không phải đứa bé trong lúc mang thai bị ô nhiễm mà là sinh linh được tái sinh từ luân hồi đài đi ra không thích hợp nếu có luân hồi đài vậy luân hồi đài nhất định xảy ra vấn đề lớn lý nguyên đột nhiên lại nghĩ tới quỷ môn vương và ba tòa cổ điện nổi lên hắn trầm giọng nói trước tiên rời khỏi thành đã tình huống hiện tại có lẽ là duy nhất trong mấy vạn năm qua đó là tình huống vừa mới xuất hiện khi sự hỗn độn của thế giới bên trong và thế giới bên ngoài tiếp cận với nhau nhưng theo đợt linh khí hồi quang phản chiếu này kết thúc thì thế giới bên trong sẽ lui trở về đến lúc đó cả nhân gian và đông hải đều sẽ khôi phục bình thường chỉ có điều đến lúc đó tất cả những điều bất thường sẽ bị vùi sâu ở những nơi không thể dò xét được nữa đối với lý nguyên mà nói khoảnh khắc này vô cùng nguy hiểm nhưng cũng có thể là cơ hội duy nhất để hắn nhìn rõ bản chất của thế giới này các tu sĩ có động phủ vững chắc linh trấn có thể tu luyện nhưng đám yêu thú lại ở trong hồ nước linh khí vận khí không tốt thường cần phải thay đổi trong quá trình thay đổi thường xuyên này chúng càng có khả năng gặp phải những vật thể kỳ lạ từ hỗn độn quả đen nhỏ đang líu ríu mộng hạnh tiên đột nhiên ngọt ngào gọi một tiếng cô tử sau đó nói ý ngươi là con ếch khổng lồ kia trong quá trình di chuyển đã vô tình tiếp xúc với thứ gì đó mà nó không nên đụng vào. Cho nên, nó may mắn biến thành cự thiềm vương tam phẩm. Nhưng nó cũng thật xui xẻo, bởi vì nó căn bản không thể chịu được tác dụng phụ của thứ này. Giọng điệu của ả à rất bình thản, thậm chí còn thêm ba phần ngọt ngào. Lúc trước ả à cãi nhau với tiểu thánh, náo loạn mấy chục năm, nhưng so với kinh nghiệm mấy vạn năm của ả, à, thì những thập kỷ này thực chất chẳng khác gì trẻ con cãi nhau. Hiện nay đã cùng hội cùng thuyền, tạm thời không có xung đột lợi ích vị nữ vương yêu thú này liền chủ động buông bỏ ân oán trong quá khứ như thể không có chuyện gì xảy ra và bắt đầu thân thiết gọi cô tử quả đen nhỏ nhìn lướt qua mộng hạnh tiên nhưng vẫn đáp ta chỉ đoán thôi lúc trước bình an có nói về sáu đại yêu vương ta cảm thấy những yêu vương này có không ít điều kỳ lạ có lẽ những yêu thú bị ảnh hưởng như vậy không chỉ có mỗi cự thiềm vương ta cảm giác quỷ môn vương kia chắc chắn cũng là trường hợp như vậy cho nên dù chúng ta phải tránh những yêu vương này hay là đi tìm những yêu vương này đều phải nghe theo phụ thân trong xe ngựa tạm thời yên tĩnh, tiếng bánh xe trước sau nhẹ nhàng vang lên. Hai cỗ xe phía trước và phía sau uốn lượn trên con đường nhỏ dưới ánh trăng trong sương mù. Trúc Ban và đệ tử của lão ở phía sau, bởi vì bọn họ quá yếu, nên Bình An cùng một Thiên Hồn Tiểu Thánh cũng ở trên xe của bọn họ. Bình An lái xe vì y quen thuộc với tình hình đường xá nơi đây. Thiên Hồn Tiểu Thánh thì ngồi sổm trên xe ngựa. Cỗ xe ngựa của Lý Nguyên đằng trước không có người đánh xe, đã đến nơi đây, Mộng Hạnh Tiên có thể trực tiếp điều khiển ngựa kéo xe mà không cần có người ngồi chỗ đó lúc này lý nguyên lặng lẽ cảm nhận hoàn cảnh xung quanh nhờ có linh khí mà không khí càng thêm trong lành nhưng tiếng kêu của yêu thú hoang dã cũng càng nhiều hơn thỉnh thoảng trên bầu trời từng đám đệ tử tiên tông cưỡi hoặc dẫm lên linh khí bay qua cảnh tượng này kỳ thật cũng không khác nhiều so với trung kinh thời đại nhân hoàng nhưng điểm khác biệt chính là tinh thần khí của võ giả võ giả trung kinh không có con đường phía trước nên phần lớn mang nặng lệ khí còn võ giả nơi đây lại thêm vài phần lạnh nhạt tuy nhiên sự lạnh nhạt này phần lớn chỉ xuất hiện ở những tu sĩ ngũ phẩm. Những người thực sự hiểu được sự biến đổi của thế giới này đều cảm thấy cực kỳ lo lắng. Lý Nguyên nghe được câu hỏi của Tiểu Thánh, nhìn lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Lang Mẫu, hỏi: "Hàn Phùng, ngươi không sao chứ?" Tiểu Lang Mẫu ngơ ngác ngẩng đầu, có chút sợ hãi nhìn Lý Nguyên. Lý Nguyên lập tức hiểu ra, Hàn Phùng đã rút vào sâu trong linh hồn để tu dưỡng bản thân, hiện tại bên ngoài chỉ còn lại là một tiểu cô nương. Tiểu cô nương này đã bị cải tạo bởi bia đá bí thuật Ngọc Hải Lang Mẫu tuy nhiên lực lượng vẫn ở lục phẩm nhưng lúc này hẳn là đã khôi phục trí nhớ đang sợ hãi đến cực điểm sắc mặt lý nguyên dịu đi hỏi ngươi tên là gì tiểu lang mẫu càng thêm sợ hãi toàn thân tỏa ra một khí chất thuần phác như đang nói ta không thể để cho ngươi biết ta đã khôi phục trí nhớ nếu không sẽ bị diệt khẩu lý nguyên không đợi tiểu lang mẫu mở miệng nói dối dẫn đầu nói trước ta cũng từng có lúc như ngươi bị mắc kẹt trong rắc rối mang theo thống khổ nhưng rồi tất cả đều sẽ qua tiểu lang mẫu ấp a ấp úng cúi đầu xuống khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ nhìn chằm chằm hai chân mình, lo lắng siết chặt hai tay. Lý Nguyên giơ tay lên, nhẹ nhàng vén rèm xe phía sau Tiểu Lang Mẫu, chỉ ra bên ngoài nói, "Ngươi xem." Tiểu Lang Mẫu quay đầu lại, nhìn thấy gió mát trăng thanh, bầu trời đầy sao. Lý Nguyên nói, "So với Vĩnh Dạ chỉ có băng tuyết, nơi này có đẹp hơn không?" Tiểu Lang Mẫu gật gật đầu. Lý Nguyên ôn nhu cổ vũ nói, "Ngươi cũng đã không còn là tiểu cô nương của quá khứ, trên người ngươi có sức mạnh của Lang Mẫu." cũng có sức mạnh vượt xa người bình thường. Ngươi không thể quay trở lại được, may mắn thay, ngươi vẫn có thể tiến về phía trước. Ngươi có thể đi cùng chúng ta chứng kiến một hành trình không thể lặp lại. Mộng Hạnh Tiên ở bên cạnh nghe được thì không nói nên lời, lão quái vật này lại đùa giỡn tiểu nha đầu rồi. Sự việc như vậy, à đã từng làm không ít lần, năm đó cũng chính là lừa gạt chân viêm hoàng như vậy. Nhưng tiểu nha đầu này nhìn cũng không xinh lắm, bản thân lại là ký chủ của Hàn Phùng, nói không chừng dùng xong liền vứt, có cái gì hay mà đùa giỡn. Tuy nhiên Mộng Hạnh Tiên cũng chỉ dám oán thầm trong lòng, tuyệt không dám nói ra trước mặt Lý Nguyên. Nhưng ở bên kia, Tiểu Lang Mẫu sau khi thấy Lý Nguyên nói chuyện ôn hòa như vậy, tâm tình quả thật tốt hơn rất nhiều, cúi đầu khẩn trương nói, "Cám ơn ngài." Bỗng dưng, Tiểu Lang Mẫu lại nhẹ giọng nói nhanh, "Ta tên là Trưởng Tôn Tam Nương." Lý Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng, nói, "Nếu có thể quay trở lại, ta sẽ mang theo ngươi cùng đi, sẽ không bỏ lại ngươi." Tiểu Lang Mẫu tên là Trưởng Tôn Tam Nương gật đầu như gà mổ thóc, nhìn Lý Nguyên với vẻ vừa kính sợ vừa biết ơn. Lý Nguyên tựa vào vách xe, lúc này mới trả lời câu hỏi của Tiểu Thánh, không thể né tránh được, chúng ta phải đi tìm những yêu vương này. Chúng đã có cơ duyên nhận được món quà từ hỗn độn, vậy trên người chúng sẽ lưu lại dấu vết mà người khác chỉ có thể tránh. Nhưng chúng ta nhất định phải truy tìm chúng, đây chính là mục đích chúng ta đến đây. Mộng hạnh tiên ở bên cạnh lên tiếng phụ họa, công tử nói đúng, nhưng... À lộ ra vẻ khổ sở, nói, công tử, chúng ta có thể đi tìm nơi cực âm trước, để cho ta và Hàn Phùng khôi phục lại sức mạnh đã không? nếu cả hai chúng ta đều khôi phục cảnh giới ban đầu sẽ giúp ích cho công tử nhiều hơn lý nguyên khẽ gật đầu vào cổ điện đương nhiên là phải vào nhưng mài dao cũng không chỉ hoãn việc chặt củi bên kia quả đen nhỏ đậu trên vai trưởng tôn tam nương nâng cánh chim lên nhẹ nhàng xoa đầu tiểu cô nương như một cách an ủi lý nguyên chậm rãi nhắm mắt lại hai tay buông thõng trên đầu gối vừa niệm chú liền tiến vào trạng thái tu luyện nơi đây linh khí nồng đậm hai khí âm dương đều cân bằng thiên địa nhân tam hồn của hắn được âm dương điều hòa đây chính là nơi tu luyện lý tưởng quả đen nhỏ chi kỷ nói cha muốn tu luyện chúng ta sang xe ngựa bên kia đi mộng hạnh tiên rất không vui khi nghe thấy phải chen chúc trong xe ngựa với đám nam nhân hôi hám huỳnh trạc yêu nói để công tử chuyên tâm tu luyện đi thực lực của hắn mạnh hơn chút chúng ta đều sẽ an toàn hơn một chút hơn nữa chúng ta có thể bảo đệ tử của trúc sư ngồi ở phía sau xe ngựa phía sau không ngồi được có thể bảo bọn họ ngồi ở vị trí đánh lái hoặc là trên nóc xe nhiều chỗ có thể ngồi như vậy chắc chắn sẽ ngồi được lý nguyên mộng hạnh tiên nói được rồi được rồi chẳng mấy chốc ba nữ nhân và quạ đen nhỏ đều chuyển sang xe khác còn đám đúc binh sư từng được ăn ngon ở nhàn tại hoàng đô kia thì từng người lần lượt rời khỏi thùng xe treo đầy trên xe ngựa rất giống với phong cách a tam của lý nguyên trước khi xuyên không lý nguyên chỉ im lặng cũng không quan tâm nhiều lúc này trong thùng xe trống rỗng chỉ còn mộng hạnh tiên điều khiển ngựa kéo xe lý nguyên lấy tấm bia đá bí thuật ra khoanh chân ngồi trên mặt đất tập trung toàn bộ tinh thần một ý niệm xuất hiện dưới chỗ ngồi, quỷ liên đài 13 vạn 8 ngàn hiện lên, trên đỉnh đầu, rèm châu đen kịt rủ xuống. Toàn thân trắng bệch như xác chết, rõ ràng là hình dạng của một ác quỷ. Âm dương lưu chuyển, như hai con cá đen trắng truy đuổi nhau. Lực lượng thúc đẩy từ hợp hoan bí thuật chậm rãi đẩy một mảng khô hỏa hiện ra bên ngoài từ cơ thể Lý Nguyên. Lý Nguyên khống chế khô hỏa có chủ đích, từng ý niệm xuất hiện, làn da trắng bệch như xác chết quanh thân hắn dần dần khôi phục màu sắc và hơi ấm của người sống. Gương mặt ác quỷ kia của hắn cũng dần dần biến thành khuôn mặt của chính mình. Dần dần, người ngồi trên quỷ liên đài biến thành một hỏa diễm kim thân thu nhỏ. Vương miện biến mất, kim thân ngồi trên hắc liên. Lý Nguyên cảm thấy lực lượng nhân hồn của mình đã vận chuyển đến cực hạn và lực lượng điều hòa âm dương cũng phát huy tác dụng tối đa. Sự điều hòa này khiến cho thiên hồn tiên tướng vốn không hợp với thân thể ác quỷ lại dung hợp cùng một chỗ, tựa như con cá đen trắng chuyển động, mà trong quá trình chuyển động này, một cảm giác huyền diệu khó tả xuất hiện trong lòng Lý Nguyên. Hắn nhắm mắt lại, rõ ràng là đang ngồi trong xe ngựa, nhưng lại có cảm giác như đã vượt ra khỏi nơi đây, thân ở trong lồng, tâm ở trong thân, nhưng khi tự mình dạo quanh trong hư vô, lại bắt đầu mơ hồ sinh ra một loại cộng hưởng kỳ dị với bầu trời. Hắn nghe được tiếng thì thầm từ bên ngoài truyền đến. Tiếng thì thầm này đè lên tất cả âm thanh của thế gian. Hắn cẩn thận phân biệt, nhưng lại không thể xác định được đó có phải là tiếng thì thầm hay là tiếng gió thổi qua rừng cỏ, hoặc là tiếng sóng vỗ đại dương. Hắn đắm chìm trong trạng thái kỳ diệu này mà bộ dạng kim thân ngồi trên hắc liên quanh thân càng thêm ổn định bên ngoài dường như không còn gì cả binh khí ra thân trời long đất lở đều không thể làm tổn thương hắn rắc xoẹt 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 bành đầu gối của hai con ngựa đang kéo xe mềm nhũn trực tiếp quỳ dạp xuống đất kêu rên hí vang giống như muốn chạy trốn sợ đến mức nước tiểu và phân đều chảy ra ngoài thùng xe rơi xuống đất một lực lượng khổng lồ phá tan toàn bộ thành xe lộ ra hỏa diễm kim thân đang ngồi ngay ngắn trên hắc liên Cỗ xe ngựa phía sau không cần điều khiển, con ngựa đang kéo xe đã tự dừng lại, sợ hãi lùi về sau, rồi phóng đi không thể dừng lại. Mộng Hạnh Tiên và mọi người vội vàng từ trên xe nhảy xuống, nhìn cảnh tượng huyền bí phía xa kia, rơi vào trạng thái khiếp sợ không nói lên lời. Tất cả ngựa đều không thể di chuyển được chân thần, chỉ là khí tức cũng đủ khiến tâm thần hỗn loạn, điên cuồng bỏ chạy. Mà giờ phút này, trong mắt các nàng, kim thân trên hắc liên của Lý Nguyên không phải ở trạng thái tĩnh, mà đang trong một trạng thái lưu động kỳ dị, Lúc đầu nhìn thì thấy đài sen ở phía dưới và kim thân ở phía trên, nhưng nhìn lại thì thấy đài sen ở phía trên, kim thân ở phía dưới, trên dưới đảo lộn, kỳ quái vô cùng, không có vị trí xác định. Lý Bình An liếc mắt nhìn Mộng Hạnh Tiên vốn có kiến thức uyên thâm, Mộng Hạnh Tiên liên tục lắc đầu, chưa từng thấy qua, rồi lại bổ sung, chưa từng có. Trong lúc mọi người ngạc nhiên theo dõi, con đường cách đó không xa đột nhiên cùng phong gào thét. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh bắt đầu biến đổi, đường xa biến mất, ánh trăng biến mất bốn phía xung quanh biến thành biển cánh hoa đỏ rực mỗi cánh hoa thực chất là một cánh hồng liên mỗi cánh hồng liên đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt và sức mạnh hủy diệt này hóa thành một dòng sông ngập tràn khu vực này mọi người vội vàng rút lui lý bình an dừng lại ở phía sau ngay sau đó lý bình an từ xa nhìn thấy ba người quen thuộc đi đến lý bình an cất giọng hỏi bằng tứ cung chủ vân nhiên tử cung chủ thích già lam cung chủ các ngươi muốn làm gì người tới chính là cung chủ vũ linh cung bàng tứ, cung chủ thiên linh cung vân nhiên tử và cung chủ quỷ linh cung thích giả lam. đây gần như là chiến lược trực diện mạnh nhất của ngũ linh minh. hoa linh chuyên về mỹ thuật, còn khôi linh chuyên chế tạo khối lỗi. bàng tứ nhìn lướt qua lý bình an, cười hắc hắc nói: lý trưởng lão, giờ phút này lệnh tôn đang làm gì vậy? lý bình an chưa kịp mở miệng, mộng hạnh tiên đã dẫn đầu nói: phía sau thành xuất hiện không ít quái vật, nguyên đế đang thi triển thần thông đây, các ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem bản lĩnh của nguyên đế là được lý bình an y chợt nhận ra mộng hạnh tiên sợ y do dự mà lộ ra sơ hở hoặc ngốc nghếch đến mức nói ra sự thật cha đang tu luyện nếu ba người này biết lý nguyên đang tu luyện chắc chắn sẽ nhân cơ hội ra tay dù sao sự xuất hiện của ba người này rất kỳ quái thoạt nhìn rất giống như đang mai phục bên ngoài thành cái miệng của mộng hạnh tiên quả thật khéo léo thuận miệng liền nói ra nguyên đế mà phản ứng của ả à cũng thật nhanh bản thân y vẫn cần phải học hỏi nhiều hơn lý bình an âm thầm cảm khái thiên hồn tiểu thánh cũng không nói chuyện lúc này nàng cảm thấy vẫn nên để mộng hạnh tiên ứng phó tốt hơn dù bình an và nàng rèn luyện như thế nào trong mắt các lão già này đều là hài tử thành thật vẫn phải dùng lão già để đánh bại lão già bằng tứ quả nhiên tò mò thực ra khi nhìn bộ dáng của lý nguyên lúc này trong lòng thực sự cảm thấy không yên tâm thứ khủng bố mà đài sen cùng kim thân liên tục chuyển động tạo ra ai mà không sợ hơn nữa những cánh hoa màu đen trên đài sen thoạt nhìn vô cùng quái dị giống như một đám ác quỷ bàng tứ nhịn không được nhìn lướt qua thích giả lam phía sau thích giả lam thấp giọng nói dưới đài sen của hắn đều là quỷ vô số quỷ bàng tứ có chút mờ mịt vậy có cần phải đánh nữa không chỉ là lý nguyên càng như vậy gã càng không dễ dàng đưa ra quyết định cũng không dễ dàng từ bỏ sở dĩ gã còn muốn thăm dò là bởi vì gã biết rõ lý nguyên tuyệt đối không có khả năng vượt qua tam phẩm nếu lý nguyên thật sự vượt qua gã cũng không cần bày trò ung dung đi từ không cảng đến thái huyền tông mà biểu hiện của lý nguyên lúc này càng mạnh mẽ sát ý ẩn giấu trong lòng gã lại càng lớn hơn vì vậy gã ngước mắt lên đồng tử to như chuông đồng nhìn về phía mộng hạnh tiên nói các hạ là ai mộng hạnh tiên đáp từ trong quan tài bỏ ra dứt lời ả à lại chỉ về lý nguyên hắn cũng vậy lời này vừa nói ra ba người kia lập tức hơi híp mắt lại bọn họ cũng không rõ những lão già tây cực kia là tình huống gì mộng hạnh tiên tùy tiện nói nguyên đế chính là người đứng đầu các chư thần tây cực mà hơn sáu ngàn người còn lại cũng đều đang thức tỉnh. Dù sao, đám tiểu bối các ngươi đều biết hiện tại chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Thánh và Bình An liếc mắt nhìn nhau. Bằng tứ cũng không dễ lừa như vậy, hắc hắc cười nói, không biết đại danh của các hạ là gì. Có thể nhận thức sư tôn ta hay không? Mộng hạnh tiên cười nói, viêm bất nhị, phải không? Bất nhị là một đứa trẻ kém may mắn, thần mộ quá xa, hắn ta chưa kịp tiến vào thần mộ đã chết rồi. Về phần ta, không biết ngươi có nghe nói qua ngự thú tông hay không? Bằng tứ xuất thân thấp kém, không có ấn tượng với loại tông môn này, nhưng mộng hạnh tiên nói hoàn toàn đúng, sư phụ gã quả thật không ở trong thần mộ. Vì thế, gã nghiêng đầu nhìn về phía sau, mặt người mây mù như nói, chỉ là một tông môn tồn tại trong thời gian ngắn mà thôi. Mộng hạnh tiên thản nhiên nói, nhưng lại do bổn tọa tiện tay làm. Thích giả lam bên cạnh nghe vậy chợt bừng tỉnh, nói, ngươi là yêu nữ vân mộng, độc thủ quả phụ. Mộng hạnh tiên sửng sốt, không ngờ bên này còn có người nói ra danh hiệu xấu năm xưa của mình. Cảm nhận được ánh mắt của Bình An và Tiểu Thánh, À chỉ vào Thích Già Lam vừa xấu hổ vừa tức giận nói, tiểu bối, đừng nói bậy. Thích Già Lam nhìn ả à như vậy, quay đầu nhìn bằng tứ và vân nhiên tử nói, không phải giả. Thật sự là ả à ta, ả à ta tên là Vân Mộng. Trước kia ta đã nghe sư tổ nhắc qua danh hiệu của ả à ta. Mộng Hạnh Tiên lại sửng sốt, vội vàng giải thích với Bình An và Tiểu Thánh bên cạnh. Ta về sau vì tránh phiền toái, cho nên mới đổi tên gọi là Vân Mộng kỳ thật tên thật của ta chính là mộng hạnh tiên những tiểu bối này không biết cũng là chuyện bình thường bình an đã trở nên tê liệt y ngưỡng mộ vị tam đệ từng chèn fi kia không ngờ tam đệ lại có thể cưới một nữ nhân như vậy không hổ là man vương mà bên kia thân sắc ba người bàng tứ lại âm tình bất định bọn họ xem như đã bị lừa phải biết rằng nếu hơn sáu ngàn lão già trong thần linh mộ địa toàn bộ đi ra vậy làm sao bây giờ chẳng qua rất nhanh ba người lại nghĩ tới một điểm coi như hơn sáu ngàn lão già này đều đi ra thực lực của bọn họ nhất định sẽ không thể khôi phục hoàn toàn chỉ cần từ bây giờ bắt đầu siết chặt không cảng không cho phép đám lão già đó đi tới là được về phần những người đã tới lặng lẽ ngủ đông và nghĩ biện pháp hợp tác là được bằng tứ mỉm cười nói không biết thực lực của mộng tiền bối khôi phục được mấy phần có thể cho các tiểu bối mở mang tầm mắt mộng hạnh tiên không chút hoang mang đôi mắt híp lại ngẩng đầu cười an tĩnh nhìn chằm chằm về phía đối diện không khí vô cùng ngột ngạt nhưng khả năng chịu áp lực của mộng hạnh tiên cực kỳ mạnh mẽ ba người đối diện rất muốn ra tay nhưng nếu ra tay đó là nước đổ khó hốt tin tức của bọn họ còn rất thiếu thốn lấy tính ổn trọng của bọn họ không ai sẽ dễ dàng ra tay thế nên vân nhiên tử có ý định rút lui nhẹ giọng nói trở về trước đi nếu hơn sáu ngàn thần linh đều đi ra vậy cục diện sẽ đại biến chúng ta vẫn còn quá ít thông tin về tây cực hai người còn lại cũng không kiên trì nữa sau đó khách sáo vài câu liền chuẩn bị rời đi tiểu thánh nhìn mộng hạnh tiên lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân xấu xa này vẫn có bản lĩnh, dăm ba câu đã dọa ba cường giả đỉnh cấp Đông Hải tiên vực này rời đi. Tuy nhiên, ba người mới lui ra không xa, kim thân trên hắc liên đột nhiên mở mắt. Còn chưa kịp mở miệng, ba người kia bỗng chốc như con thỏ bị kinh hãi, biến thành ba tia xét vèo một cái liền biến mất không còn bóng dáng. Tốc độ cực nhanh, so với lữ huyền tiên lúc trước trong nháy mắt lóe ra đúng là không kém hơn. Thật sự làm người ta líu lưỡi, Lý Nguyên nhìn một màn này, trong lòng tính toán, rõ ràng, Hắn đuổi không kịp ba người kia. Mặc dù những tồn tại này thực sự không thể đánh bại trực diện Lý Nguyên, nhưng nếu muốn chạy trốn, Lý Nguyên cũng không thể làm gì được. Tương tự như vậy, nếu vào cổ điện, về thủ đoạn ẩn giấu Lý Nguyên cũng không sánh bằng bọn họ. Trước đó, Bạch Tâm Huyền đã nói qua những đạo lý này với hắn. Trong các kỹ năng cấp độ tam phẩm, các môn chủ đều tu luyện độn pháp, một khi thi triển, chính là rời đi ngay lập tức, điểm này Lý Nguyên không thể sánh bằng. Nếu không phải hắn chậm rãi đi tới, mà nóng vội chạy tới, hiện tại e là đã lâm vào tình huống hỏng bét. Sư tử vô thỏ, nhưng nếu thỏ có cánh, sư tử sẽ trở thành chú hề. Vì vậy, Lý Nguyên suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn về phía mộng hạnh tiên, mỉm cười gật gật đầu, sau đó đột nhiên cất tiếng, trầm giọng nói với phương xa, dừng bước. Hai chữ như sấm, kinh thiên động địa, một tiếng sấm rền ầm ầm ngang qua, xa xa dừng lại. Có thanh âm truyền lại, hỏi, nguyên đế tiền bối, ngài muốn như thế nào? Đây là giọng của bàng tứ. Lý Nguyên không có gì để giải thích về thân phận đứng đầu thần linh Tây cực này, ngược lại, hắn chỉ tiếp tục thân phận này nói: "Bổn tọa nghe nói tiên vực có một mỹ nhân, tên là Bạch Tâm Huyền, bổn tọa ý muốn sủng hạnh nàng ta, các ngươi sau khi trở về, báo cho nàng ta dọn giường chờ đợi. Sau đó, các ngươi hãy tập hợp lại, cùng bổn tọa thăm dò cổ điện, cầu thiên cơ." Phía xa trầm mặc một lát, Lý Nguyên lạnh lùng nói: "Không chịu." Thanh âm bằng tứ truyền về, bọn vãn bối biết rồi, sẽ tự mình an bài chỉ là lần này không phải tiền bối muốn đi thái huyền tông sao lý nguyên nói bổn tọa quyết định đổi đường cho mỹ nhân bằng tứ sừng sốt tiếng trả lời chậm rãi truyền đến vâng dứt lời ba người kia nhanh chóng rời đi mà ở bên này lý bình an tiểu thánh mộng hạnh tiên đều ngạc nhiên nhìn lý nguyên đặc biệt là lý bình an tam nương tứ nương lục nương thất nương còn có giao di đều đang ở đây cha như thế nào liền nghĩ tới muốn để cung chủ hoan linh cung dọn giường chờ đợi lý nguyên liếc nhìn cỗ xe ngựa đã không còn lại vỗ vỗ bả vai nhi tử đang trợn mắt há hốc mồm nói bình an con về động phủ trước nghĩ biện pháp đón lục nương thất nương đến chỗ con cha đi hoan linh cung tìm bạch tâm huyền trước lý bình an nói cha tâm huyền cung chủ đúng là rất đẹp thế nhưng cái này cái này y mặc dù trải qua thế sự nhưng gặp phải chuyện phi lý thế này vẫn là không cách nào lý giải lý nguyên nói hạnh tiên hàn phùng tiểu thánh các ngươi cũng trở về cùng bình an trước mang theo bia đá bí thuật nhanh thì vài tháng chậm thì một năm chúng ta gặp lại lý bình an có chút bối rối nhưng lý nguyên đột nhiên đã chắp tay bay lên sau đó rời đi rất xa lúc đầu hắn còn đang do dự hôm nay nhìn thấy ba gã cung chủ của ngũ linh minh đến thăm dò rồi nhanh chóng rời đi liền kiên định suy nghĩ những con chuột này chạy quá nhanh nếu không nghĩ biện pháp đối phó thật sự khó làm việc mấy ngày sau cái gì muốn ta ủy thân cho hắn bạch tâm huyền cao mày mắt hạnh đầy tức giận nàng ta gần như không thể tin vào tai mình mà bốn vị cung chủ ngũ linh minh còn lại thì ngồi ở một bên khác tại sao hắn lại biết ta bạch tâm huyền hỏi nhưng không ai trả lời bằng tứ thầm nghĩ trong lòng nếu thực lực ngươi yếu một chút ta cũng muốn ép buộc người nhưng gã không nói cứ để tùy ý yêu nữ khuynh quốc khuynh thành ở trước đài mày lạnh nhíu chặt vân nhiên tử khuyên nhủ tâm huyền cung chủ lý nguyên kia chính là nguyên đế thượng cổ ngươi cùng hắn song túc song phi cũng chưa chắc không tốt âm dương hợp hoan chi đạo chính là con đường đôi bên cùng có lợi như vậy nói không chừng ngươi cùng nguyên đế là trời đất tạo nên bạch tâm huyền cả giận nói vân nhiên tử ngươi còn chưa hiểu sao lý nguyên kia là muốn thông qua ức hiếp bổn cung để thăm dò các ngươi đồng thời giao oai phủ đầu các ngươi để cho các ngươi thần phục hắn đừng tưởng ta không biết các ngươi muốn đẩy ta lên phía trước lợi dụng ta thi triển mỹ nhân kế sau đó các ngươi lại thi triển khổ nhục kế đợi đến thời điểm thích hợp đâm sau lưng lý nguyên nhưng khi thời cơ đến bổn cung sẽ bị đặt ở đâu nếu thật sự xảy ra chuyện gì ta sẽ là người đầu tiên bị lý nguyên giết vân nhiên tử cười ha ha bộ dáng như thể ngươi đã đánh giá cao mọi người bằng tứ nói ngũ linh minh của chúng ta năm phái như một tâm huyền cung chủ đừng nghĩ nhiều về điều đó nếu thành công ngươi là người có công lớn bạch tâm huyền không đáp lời bốn người này khuyên can hết lời bạch tâm huyền vẫn không đồng ý vài ngày sau lại có thêm ba môn chủ của thái huyền tông cũng tìm đến ba người này là hỏa huyền thổ huyền thủy huyền những người này trước đó cùng nhau thăm dò cổ điện nên có chút giao tình. Giờ đây, đối mặt với một người ngoài như Lý Nguyên, sau khi nhìn thấy hắn đáng sợ đến mức nào, bọn họ đều mơ hồ có ý định muốn trừ khử hắn. Trong khi hội nghị nhanh chóng được triển khai, những cao tầng này lập tức chặn tất cả các thuyền không hướng về phía Tây và bí mật ra lệnh cho tâm phúc phòng bị nghiêm ngặt, không cho phép bất kỳ ai lên đảo nữa. Đồng thời, bọn họ bắt đầu kiểm tra linh chấn nghiêm ngặt để tìm kiếm kẻ khả nghi. Khắp nơi ở linh chấn, các thành mở ra một cuộc điều tra quy mô lớn, gần nửa tháng sau trước quầy hàng một nam tử thân hình vạm vỡ lén lút thu dọn quầy hàng rồi lăn nó trở về nhà bên bờ sông sau nhà một nữ tu đang bưng chậu nước tiểu rửa sạch nhìn thấy nam tử này nữ tu la to hàn thiên hôm nay sớm như vậy đã dọn quán sao nam tử tên hàn thiên cười cười nói càng ngày càng loạn a à. hắn ta vốn không phải là hàn thiên cũng không phải là tu sĩ bình thường hắn ta chính là thiên hoàng cường giả đại hạ năm xưa sau khi theo thuyền không đến tiên vực hắn ta luôn lặng lẽ ẩn nấp hiện tại đã ổn định hắn ta vẫn luôn âm thầm cướp lấy linh khí xung quanh linh trấn để khôi phục thực lực sau nhiều năm hắn ta cuối cùng cũng đạt đến tam phẩm ngũ cảnh nhưng vẫn còn cách đỉnh phong một đoạn một nữ tu xinh đẹp trong đó đùa giỡn hàn thiên có muốn ở chung không ta thấy ngươi cũng chỉ có một mình hàn thiên định cự tuyệt thì nữ tu kia lại nói mấy ngày nay tông môn điều tra nghiêm ngặt người một thân một mình như ngươi và ta nhất định sẽ bị kiểm tra có muốn thử cùng ta hay không khi nữ tu này nói ba chữ thử cùng ta các nữ tu bên cạnh cười vang. Hàn Thiên suy nghĩ rồi hỏi, "Ngươi không có người thân thiết sao?" Nữ tu xinh đẹp đáp, "Chờ ngươi nha." Hàn Thiên đột nhiên im lặng. Hai người nhìn nhau, những nữ tu bên cạnh bắt đầu ồn ào hơn. Vài ngày sau, Thiên hoàng Hàn Thiên và nữ tu kia nằm trên cùng một chiếc giường. Sau khi ân ái, họ trò chuyện về những sự kiện lớn bên ngoài. Gần đây bên ngoài càng ngày càng loạn, ta nghe nói có một đại nhân vật tên là Nguyên Đế xuất hiện. Nguyên Đế? Thiên hoàng mơ hồ, hắn ta ẩn nấp quá lâu nên tin tức hơi bế tắc nữ tu quấn lấy thân thể hắn ta nói đúng vậy không ngờ nguyên đế kia cũng mất kiên nhẫn nghe nói hắn từ trung thổ mới tới cách đây không lâu liền trực tiếp chạy tới hoan linh cung cưỡng ép cung chủ song tu cùng hắn cung chủ hoan linh cung cao cao tại thượng không ngờ cũng có ngày như vậy thật không biết nguyên đế là dạng người gì hoan linh cung chỉ cần vểnh tay lên không ít nữ tu đều có thể nghe được tiếng rên rỉ như khóc như cười thống khổ của cung chủ truyền ra từ trong phòng mà kẻ gây ra âm thanh này hiển nhiên chính là nguyên đế hầu như không ai nghi ngờ sự căm hận của Bạch Tâm Huyền đối với Nguyên Đế, bởi vì cách Nguyên Đế gọi Bạch Tâm Huyền là một sự sỉ nhục vô cùng. Bạch Tâm Huyền là cung chủ Hoan Linh cung, luôn cao cao tại thượng, soi mói vô cùng, làm sao chịu được sự sỉ nhục này. Một ngày nọ, tiếng khóc yếu ớt vang lên trong điện. Các nữ tu im lặng, nhưng sau cánh cửa điện đóng chặt, Ngọc Nhân tuyệt sắc lại ôm ấp ái nhân, từng chút từng chút diễn xuất. Cuối đông, bên ngoài Hoan Linh cung, tuyết trắng rơi lả tả, trong trẻo mà lạnh lẽo, như thể xuyên thấu tâm hồn người ta bạch tâm huyền xoa xoa tay ngồi bên lò sưởi ấm áp hai má đỏ bừng giả vờ làm thiếu nữ đáng yêu dưới tác dụng của bí pháp hợp hoan mỗi lần xong tu nàng ta lại hiểu thêm một chút sở thích của lý nguyên sau nhiều tháng rèn luyện nàng ta nhận ra lão quái vật này có vẻ thích những nữ hải ngây thơ tràn đầy sức sống con người luôn khao khát những thứ mình không có lão quái vật này tâm tư sâu thẳm toan tính quá nhiều nên ngược lại lại mong muốn người bạn đời của mình không hiểu gì cả Bạch Tâm Huyền rất hiểu tâm tư nam nhân, dù biết mình không phù hợp với người này, nhưng nàng ta vẫn cố gắng diễn tròn vai. Có lẽ vì nghe thấy trong điện không có động tĩnh gì, ngoài cửa mới vang lên tiếng cầu kiến cung chủ. Người đến là Bạch Liên Giác, yêu nữ từng làm thủ lĩnh Bạch Liên Giáo tung hoành ngang dọc ở đại châu này, giờ đây chỉ là một đệ tử thân truyền của Bạch Tâm Huyền. Bạch Liên Giác bước vào cung điện, không dám ngẩng đầu nhìn lên cao, nhưng mơ hồ cảm thấy người ngồi trên bảo tọa Hoan Linh cung không phải là cung chủ, mà là Lý Nguyên, hay còn gọi là Nguyên Đế cung chủ cao cao tại thượng ngày thường lại như mèo vờn chuột dụi mông vào đùi hắn ôm lấy cổ hắn cùng hắn nhìn ra ngoài cửa sổ khởi bẩm cung chủ bốn phái kia đều đã đáp ứng bọn họ sẽ vận chuyển tổng cộng 8 vạn khối thiên hỏa linh thạch trung phẩm và 8 vạn khối địa sát linh thạch trung phẩm để cung cấp cho nguyên đế tu luyện ngay cả bạch liên giác cũng kinh hãi khi nói ra lời này bởi vì thiên hỏa linh thạch trung phẩm và địa sát linh thạch trung phẩm đều cực kỳ khan hiếm ở trung thổ một dụng thịt tam phẩm mỗi 10 năm chỉ có thể thu hoạch được vài chục khối thiên hỏa linh thạch. Dù sản lượng ở Đông Hải cao hơn một chút, nhưng cũng không nhiều. 16 vạn khối linh thạch này e rằng đã là tích lũy của mấy môn phái trong mấy ngàn năm. Tất nhiên, đây không phải là tất cả. Từ trên cao, Bạch Tâm Huyền ôm lấy cổ Lý Nguyên, hỏi, Nguyên đế, đến lúc đó thiếp sẽ đặt 16 vạn linh thạch này cùng với hoan linh cung của chúng ta ở trong liên tâm các để cung cấp cho ngài tu luyện, có được không? Lý Nguyên đồng ý, có thể, bạch tâm huyền lúc này mới nghiêng mắt hạnh liếc nhìn bạch liên giác dưới đài nói còn không mau đi vị giáo chủ bạch liên giáo vội vàng rời đi ra khỏi cửa rồi lại cẩn thận đóng cửa lại trong điện ánh sáng có chút mờ mịt lý nguyên đứng dậy đi tới trước cửa sổ bạch tâm huyền kéo cánh tay hắn cùng hắn ngắm tuyết trong đình viện không có bóng người cung chủ hoa linh cung đã sớm cấm người đến gần để duy trì uy nghiêm nhưng có mấy ai biết rằng giờ phút này bạch tâm huyền thực sự yêu mến và đặt cược tương lai của mình vào lý nguyên kế hoạch ban đầu của hai người là bạch tâm huyền giả vờ bị lý nguyên làm nhục từ đó nuôi dưỡng lòng cam thù mãnh liệt rồi dụ những kẻ âm thầm mang sát ý với lý nguyên xuất hiện sau đó vì đề phòng có người dở trò xấu lý nguyên sẽ lựa chọn một mình lặng lẽ tiến vào cổ điện bạch tâm huyền với tư cách là người bên gối của hắn tất nhiên sẽ tình cờ biết được hướng đi của hắn sau đó móc nối với tất cả những kẻ phản đối ký kết đại trận đến bên ngoài cổ điện đợi đến khi lý nguyên sức cùng lực kiệt từ trong cổ điện đi ra đại trận này sẽ được vận chuyển tập hợp lực lượng của tất cả mọi người tiêu diệt vị nguyên đế này nhưng thực tế đến thời khắc mấu chốt bạch tâm huyền sẽ trực tiếp phá hủy đại trận từ bên trong mà lý nguyên nhìn như có vẻ sức cùng lực kiệt nhưng thực ra đã có chuẩn bị từ trước hai người sẽ hợp sức tiêu diệt tất cả những kẻ phản đối tuy nhiên sau khi nhìn thấy xương xám ở thành tiên tuyền lý nguyên đã tạm thời gác lại kế hoạch tiến vào cổ điện bởi vì hắn nhận ra rằng cổ điện này còn ẩn chứa nhiều bí mật hơn hắn tưởng tượng hắn không muốn mạo hiểm thực hiện kế hoạch tại đây điều này sẽ gia tăng quá nhiều yếu tố bất ngờ nói đi cũng phải nói lại mục đích chính của hắn đến tiên vực không phải là để thăm dò cổ điện mà là để đột phá thiên địa nhân tam hồn của chính mình đến cực hạn thăm dò cổ điện chỉ là để mở rộng hiểu biết của hắn về thế giới này còn đột phá tam hồn đến cực hạn là để hắn đối mặt với thời đại mới với tư cách là người mạnh nhất thời đại cũ hiện tại nhân hồn của hắn đã đạt đến cực hạn chỉ còn lại thiên hồn và địa hồn để đạt đến cực hạn cần có hai điều kiện tiên quyết là tài nguyên và đối kháng. Lý Nguyên đã đòi lấy tài nguyên, mà bốn phái kia cũng đều đã đáp ứng. Lúc này, Hoan Linh cung vẫn đang yêu cầu Thái Huyền tông cung cấp linh thạch để phục vụ cho việc tu luyện của Nguyên đế. Tiên vực thật sự không có nước và lửa sao? Lý Nguyên thuận miệng hỏi, Bạch Tâm Huyền lắc đầu, không có lửa. Lửa là hiệu ứng đặc biệt của bảy cây đinh dài ngăn chặn dòng chảy đại trận âm dương, thông thường, dương khí không thể tụ tập thành lửa, còn về nước, tiên vực vẫn tồn tại một số quỷ vực nhưng nước cần âm khí ngưng tụ cực độ mới có thể hình thành ta nghi ngờ bên trong quỷ linh cung có nhưng bọn họ giấu rất kỹ năm đó chúng ta đều là từ bên ngoài đến đông hải rồi mới thành lập tông môn chỉ có quỷ linh cung là di rời đến đây thiếp đã từng điều tra qua rồi đi đến đó phát hiện ra cung điện của bọn họ chính là bảo quang tự của phật môn chính giữa cung điện là tượng phật bảo quang lý nguyên khẽ gật đầu nước và lửa đều cần linh khí mới có thể tu luyện lên tầng cao hơn tây cực có nước và lửa nhưng không có linh khí đông hải có linh khí nhưng lại không có nước và lửa cho nên chỉ có thể tạm thời dùng linh thạch thay thế về phần quỷ linh cung hắn đã ghi nhớ trong lòng lý nguyên lại hỏi sương mù ở thành tiên tuyền thế nào rồi bạch tâm huyền nói đã thành phế tích lý nguyên hỏi nguyên nhân đã điều tra rõ ràng chưa bạch tâm huyền đáp chắc là kết quả từ hỗn độn bây giờ thế giới bề mặt của chúng ta đã quá gần với hỗn độn có một số thứ đã thông qua con đường sinh sản tiến vào thế giới bề mặt tuy nhiên huyết nhục của cơ thể mới sinh lại không thể chịu nổi sức mạnh của chúng cho nên chúng càng trở nên điên cuồng hơn khi đến thế gian chúng bắt đầu nuốt chửng huyết nhục hoặc bất kỳ thứ gì chúng nhìn thấy để tăng cường sức mạnh của vật chứa bản thân mà càng là huyết nhục cường đại chúng càng bị hấp dẫn khi một người bình thường và một tu sĩ ở cùng nhau chúng sẽ bất chấp tất cả tấn công tu sĩ đáng tiếc vật chứa của chúng thực sự quá yếu ớt tu sĩ theo dõi chúng căn bản không cần ra tay chỉ cần kéo dài thời gian chúng sẽ tự mình nổ tung tan thành mây khói nhưng dù vậy thời gian tồn tại ngắn ngủi của chúng cũng sẽ gây ra sự phá hủy to lớn đây chính là nguyên nhân khiến thành tiên tuyền biến thành phế tích lý nguyên hỏi sương mù xám đã lan rộng rồi sao tình huống bên ngoài sương mù xám thì như thế nào bạch tâm huyền đáp sương mù xám có mức độ khuếch tán nhất định nhưng rất chậm và có dấu hiệu sắp ngừng khuếch tán mà bên ngoài sương mù xám tất cả sinh mệnh đều sinh sôi nảy nở bình thường cũng không xuất hiện loại quái vật này nói xong nàng ta lại nhẹ giọng nói nhưng đây chỉ là hồi quang phản chiếu của tận thế mà thôi khi thủy chiếu linh khí dâng lên thế giới bên trong mới có thể trồng lên thế giới của chúng ta nhưng trung thổ bên kia đã không còn âm dương đại đồng nữa rồi thủy chiếu linh khí sẽ rút đi rất nhanh những quái vật đến từ hỗn độ này cũng sẽ rút đi theo nó sau này muốn nhìn thấy chúng nữa có lẽ không bao giờ gặp lại giọng nói của nàng ta mang theo một loại cảm khái trong trẻo như lạnh lùng lang quân thọ nguyên của thiếp có lẽ sẽ không còn bao lâu nữa mà bọn họ cũng giống như thiếp đang rất sốt ruột nhưng bọn họ cũng đều biết càng sốt ruột càng xảy ra vấn đề lý nguyên đột nhiên nói thật ra ta có thể hứa hẹn với bọn họ cho phép bọn họ tiến vào thần linh mộ địa dù sao đây cũng là một con đường lui cuối cùng bọn họ đã thăm dò cổ điện này mấy chục năm nhưng vẫn không thấy nhị phẩm ở đâu tất cả những gì bọn họ có thể làm là khao khát như những con nghiện cờ bạc có thể thông qua tích lũy bỗng nhiên một bước lên trời vượt qua nhị phẩm nhưng trên thực tế bọn họ đều biết hy vọng này cũng không lớn cho nên một con đường lui như vậy đối với bọn họ mà nói là vô cùng chân quý chỉ cần ta nguyện ý ném ra như vậy ta cùng bọn họ liền có thể chân chính đạt thành hợp tác bạch tâm huyền lý nguyên như người giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má không tì vết của nàng ta cười nói nhưng mà ta không muốn bạch tâm huyền cảm giác được bàn tay kia vuốt ve lại chỉ cảm thấy người bên cạnh dù đã ngủ cùng mình từ lâu nhưng nàng ta vẫn hoàn toàn không hiểu chút nào lúc này hắn phảng phất như một bóng ma khủng bố khó lường lang quân vì sao ngài không muốn bạch tâm huyền không nhịn được hỏi lý nguyên ôn nhu nói nếu ta đáp ứng ai tới đánh với ta một trận đây bạch tâm huyền nàng ta bỗng nhiên hiểu ra một điều một khả năng mà nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới đối với nam nhân này mà nói diệt trừ mối họa có lẽ căn bản chỉ là thứ yếu điều hắn thật sự mong muốn chính là mạng của những cường giả tiên vực này làm đá mài đao của hắn giúp hắn tiến thêm một bước bạch tâm huyền cười khổ thực chất làn sóng này giống như là ta đang ức hiếp các ngươi là bởi vì ta muốn thiết kế lừa gạt các ngươi sau đó một lưới bắt hết và đối phương cũng có thể thực sự sẽ ta biết ngươi muốn thiết kế để lừa chúng ta sau đó một lưới bắt hết để tiện cho ngươi thăm dò cổ điện an toàn hơn nhưng chúng ta sẽ tương kế tự kế nhưng cuối cùng lại là ta chỉ là đang giúp các ngươi tìm cái lý do để tụ tập cùng một chỗ sau đó các ngươi mới có thể liên thủ lại trở thành đá mài đao của ta tuyết rơi lo sưởi trong điện vẫn còn ấm nhưng Bạch Tâm Huyền lại chợt phát hiện ra mình chưa bao giờ hiểu rõ người bên cạnh, giờ khắc này hắn tựa hồ đã chân chân chính chính thành một con quái vật sâu không lường được, chọn người mà cắn, về phần nàng ta cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Tiểu cô nương nhìn con quái vật bên cạnh, trong mắt quái vật lóe ra nhiệt tình cùng nóng bỏng vô hạn. Ngay sau đó, con quái vật ôm lấy tiểu cô nương. Âm thanh sột soạt truyền đến trong điện, như lửa, như xuân. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy nửa năm, tên tuổi nguyên đế cũng đã lan truyền khắp vùng đất này nào là một tồn tại có bông sen mọc trong lòng bàn tay chỉ cần lấy một cánh liền có thể đánh tan trưởng môn thổ huyền môn trưởng môn hỏa huyền môn cùng với rất nhiều trấn chủ linh trấn còn có tu sĩ khủng bố nào là một tồn tại chỉ dựa vào lực lượng vừa bộc lộ liền dọa lui tam đại cung chủ vũ linh quỷ linh và thiên linh trong ngũ linh minh nào là một tên bạo quân háo sắc tham lam và vô cùng mạnh mẽ hắn đã cưỡng ép cung chủ hoan linh cung hầu hạ mình đồng thời ra lệnh các môn phái khác dâng nộp linh thạch hình tượng bạo quân này và danh sưng nguyên đế cao quý hoàn toàn được trộn lẫn vào nhau tuyết phủ thúy vân sơn bên trong thiên phong tông tạ vi từ bên ngoài nghe được tin tức tạ du cũng nghe được người đến báo tin tức này cho hai người là một vị trưởng lão của thiên phong tông vị trưởng lão này mang phong thái tiêu sái mà khí chất đặc biệt mà tỉ muội tạ ra toát ra những nữ tu sĩ khác trong tông môn không thể nào sánh bằng đây giống như những quả táo xanh và quả đào mật đỏ tươi ai cũng muốn ăn quả sau lúc này trưởng lão đang ung dung nói chuyện trong linh thất của hai nữ nhân bạo quân tuy mạnh mẽ nhưng lại không hiểu đạo lý cứng quá ắt gãy mạnh mẽ quá ắt chịu nhục cứ nên như ta ẩn cư giữa non xanh nước biếc ung dung ngắm nhìn mây trôi mới là cách sống đúng đắn tạ vi nghe vậy lòng không khỏi bực bội phản bác trưởng lão theo tin đồn thiên địa sắp xảy ra đại biến vào thời điểm này việc ẩn cư giữa non xanh nước biếc có lẽ không còn phù hợp nữa trưởng lão nhíu mày ngươi nghe ai nói thiên địa sắp xảy ra đại biến vừa nói trưởng lão vừa nhanh chóng đưa tay lên môi và nói loại bí mật này cẩn thận đừng tiết lộ ra ngoài kẻo mang họa vào thân tạ vi đành gật đầu im lặng trưởng lão kia lại nói non xanh nước biếc là một loại tâm cảnh ta thấy muội tử tạ du cũng giống như lão phu đều có tâm cảnh như vậy tạ du chậm rãi mở mắt đáp cứng quá át gãy mạnh mẽ quá át chịu nhục nếu thực sự như vậy thì cũng không tệ phải không nhưng tiếc là nàng lắc đầu ngán ngẩm người khác không hiểu lý nguyên nhưng nàng còn không hiểu sao hắn là một kẻ đê tiện vô sỉ âm hiểm xảo trá là tên biến thái luôn luôn thay đổi kỳ lạ và khó đoán so sánh ra nàng lại mong lý nguyên có thể trở thành một đao khách cực cương cực mạnh bởi vì chỉ có đao khách như vậy mới có thể thuần túy mới có thể thẳng tiến không lùi trong tâm không nhiễm bụi trần cũng mới là người mà nàng thực sự yêu thích đáng tiếc lý nguyên không phải trưởng lão hiển nhiên không biết suy nghĩ của tạ du mục đích của lão đến đây là muốn thu nạp hai người làm thiếp thất để song tù lão vuốt râu cười nói muội tử tạ du lời ấy sai rồi cứng quá ắt gãy mạnh mẽ quá ắt sẽ có người mạnh hơn bạo quân kia đã nhục nhã cung chủ huyền tâm lại áp bức các đại tông môn tất nhiên sẽ không sống được lâu khi họ đang nói chuyện ở đây đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt ngay sau đó một vài bóng người bay đến tông chủ thiên phong tông đi cùng một nam tử tóc mai bạc trắng chậm rãi tiến vào linh thất trưởng lão giật mình vội vàng bước ra chắp tay cười nói tông chủ lý trưởng lão lão chú ý thấy tông chủ thiên phong tông đang đi bên cạnh lý bình an thậm chí còn đi sau nửa bước bởi vì lý bình an chính là con trai của nguyên đế thực lực của y vốn đã mạnh mẽ lại có bối cảnh như vậy càng không ai dám đắc tội lý bình an gật đầu sau đó chắp tay cúi đầu nói bình an cung nguyên lục nương thất nương về nhà lời vừa dứt mọi người xung quanh đều sửng sốt ngay cả tông chủ thiên phong tông và trưởng lão đều chừng to mắt không thể tin vào tai mình tạ vi phá vỡ bầu không khí im lặng hai tay chống nạnh nói nói Cha ngươi gần đây ở bên ngoài làm những chuyện gì? Lý Bình An gãi gãi đầu, cũng thấy rất khó hiểu. Cha y vốn là người vô cùng chín chắn, tâm tư thâm trầm đáng sợ, sao lại hành động như vậy? Tạ Vi lẩm bẩm, chờ hắn về nhà, hừ hừ, hừ hừ. Trưởng lão bên cạnh lúc trước còn muốn thu hai người làm thiếp thất, giờ đây bỗng chốc im bặt, cúi đầu, nín thở không dám ho hé, sợ tỉ muội Tạ ra nhắc lại chuyện vừa nói. Lão càng nghĩ càng sợ, mồ hôi chảy ròng ròng đột nhiên quay sang lý bình an vẻ mặt kích động nói lão phu từ lâu đã vô cùng ngưỡng mộ nguyên đế không ngờ hai vị tạ sư muội lại là thê thiếp của nguyên đế lão phu thật sự là có phúc ba đời có phúc ba đời a à. lý bình an nhìn lướt qua trưởng lão đáp lễ sau đó lại nhìn về phía tạ du vẫn chưa đứng dậy trong linh thất lục nương về nhà đi tạ du vẫn không nhúc nhích kiếm tu áo hồng ngồi im lặng trong phòng tuyết rơi dày đặc bên ngoài vườn linh thảo lặng lẽ không tiếng động lý bình an cười khổ lục nương cảm thấy phụ thân ở bên ngoài y chưa nói hết lời tạ du đã đứng dậy thản nhiên nói hắn như thế nào liên quan gì đến ta tạ vi tiến lên nắm chặt tay nàng nói rời đi trước đã lúc này chính là thời kỳ đặc biệt tạ vi biết rõ lý nguyên sắp làm gì việc đón các nàng đi lúc này cũng là vì lo lắng cho an toàn của các nàng dưới sự thúc giục của tạ vi tạ du thu dọn đồ đạc lên phi liễn phía sau lý bình an rồi rời đi mấy ngày sau xin nguyên đế chỉ giáo một nữ đạo sĩ bước vào hoan linh cung cất cao giọng thỉnh chiến. Nữ đạo sĩ này chính là trưởng môn Thủy Huyền môn. Tuy Lý Nguyên chiến tích hiển hách, nhưng hành vi cùng vọng bá đạo của hắn ngày càng khiến nhiều cường giả xuất hiện trước mặt hắn. Lý Nguyên chưa từng từ chối, đó là quy trình bình thường. Hắn phải cho mọi người biết, hắn chính là vô địch và chỉ dưới sự dẫn dắt của hắn mới có thể thực sự hoàn thành việc thăm dò cổ điện. Thiếu niên trong bộ trường bào đen tuyền bước ra từ trong điện, Bạch Tâm Huyền ở phía sau hắn nở nụ cười, nhưng ẩn sau đôi mắt là sự phẫn hận mơ hồ vừa đủ để người ta nhận ra lý nguyên nhìn nữ đạo sĩ bay xuống và nói ra tay đi nữ đạo sĩ nói nơi này không thích hợp đối chiến mời đi theo ta lý nguyên gật đầu hai người đến vùng hoang dã không ít người đi theo trong đó có đệ tử thủy huyền môn cũng có đệ tử của các tông môn khác hai người đến một hẻm núi nữ đạo sĩ không nói nhiều lời cảnh vật xung quanh biến ảo một tầng sóng nước nặng nề không biết từ lúc nào đã bao phủ trong hoa văn sóng nước hiện lên màu vàng và trong màu vàng lại có một đám giao long thủy mãng giống như có sinh mệnh nhưng lại thiếu hụt thứ gì đó đang sinh ra những con dao long thủy mãng này tỏa ra khí tức mạnh mẽ mỗi con đều có sức mạnh gần như ngang bằng với nữ đạo sĩ chỉ cần nữ đạo sĩ ra lệnh tức thì tương đương với vô số nữ đạo sĩ cùng ra tay với lý nguyên đây chính là chỗ đáng sợ của cường giả nhân hồn một người cũng có thể thành lập một đội quân chẳng qua đội quân này không thể xếp thành quân trận mà thôi lúc này sóng nước cuồn cuộn ập về phía lý nguyên người trước ngã xuống người sau tiến lên trong làn sóng sương mù hiện ra giao ẩn mãng phục. Lòng bàn tay Lý Nguyên nở ra đóa hồng liên, hồng liên vẫn có 12 cánh, hắn hái một cánh hoa, ném về phía trước. Trong nháy mắt, cánh hoa bay xa, những con dao mãng sóng nước đến gần cánh hoa đều bị lần lượt hút vào. Dù chúng dãy dụa thế nào, nhưng cũng không thoát khỏi lực hút của cánh hoa. Đến khi bị nén đến phạm vi nhất định, sóng nước bốc cháy, dao mãng bốc cháy, thiên địa bốc cháy, tất cả đều hóa thành hư vô, chỉ chốc lát sau, trận chiến kinh hoàng đã kết thúc, cánh hoa rơi xuống đất, tan biến như tuyết tan không để lại dấu vết tuy đã từng nghe qua uy lực của lý nguyên nhưng tận mắt chứng kiến trưởng môn thủy huyền môn vẫn kinh ngạc không thể diễn tả bằng lời lý nguyên chấp tay rời đi trong lòng không hề vui vẻ bởi vì những trận chiến như vậy chẳng mang lại chút lợi ích gì không hề giúp hắn nâng cao thực lực dù là nhỏ nhất liên tâm các được xây dựng hoàn toàn bằng nước nước là linh thủy dốc rách chảy xuống các là phúc địa là địa giới tu luyện còn cao hơn cả động phủ phúc địa này vốn thuộc về bạch tâm huyền nhưng giờ đây đã nhường cho Lý Nguyên. Bạch Tâm Huyền trở thành nàng dâu nhỏ bị sỉ nhục, chịu trách nhiệm đưa cơm cho Lý Nguyên. Tuy nhiên, việc đưa cơm chỉ là cái cớ để bằng tứ cung chủ Vũ Linh cung cho người giám thị Lý Nguyên. Bằng tứ, Thích Già Lam, Vân Nhiên Tử, thậm chí là Thổ Huyền, Hỏa Huyền và Thủy Huyền đều đã dự định diệt trừ Lý Nguyên. Chính vì muốn ra tay nên bọn họ càng ngày càng tỏ ra cung thuận, ra vẻ phải đợi lực lượng Nguyên Đế đại thành, sau đó đi theo Nguyên Đế cùng nhau thăm dò cổ điện để cầu tầng cao hơn. Nhưng thực tế, Bọn họ đã âm thầm tiến hành mưu đồ, Lý Nguyên mạnh mẽ đòi linh thạch, bọn họ liền cung cấp, bề ngoài thì thuận theo, nhưng thực ra là để Lý Nguyên ở yên một chỗ, chỉ khi Lý Nguyên ở yên một chỗ, bọn họ mới có thể chuyên tâm bố trí trận pháp, đến lúc đó sẽ dễ dàng tiêu diệt Lý Nguyên hơn, nhưng muốn bố trí trận pháp dưới mũi một cường giả tuyệt thế, chuyện này khó khăn đến mức nào. May mắn thay, có Bạch Tâm Huyền làm nội ứng, bọn họ mới có cơ hội như vậy. Mấy ngày sau, Mật Thất Vũ Linh cung cách xa Liên Tâm Các, nguyên đế cản rỡ hắn còn sống là mối nguy hại cho chúng ta cho dù hắn đại thành cũng sẽ không thực sự dẫn chúng ta đi thăm dò nói không chừng còn xua đuổi chúng ta như dê bò ở phía trước hỏi đường còn hắn ở phía sau quan sát vậy thì chúng ta cứ tiên hạ thủ vi cường các cường giả trong thần mộ mà yêu nữ vân mộng nói tới các ngươi đã phát hiện ra chưa tạm thời thì chưa hoặc có thể là lừa bố trí trận pháp cần không ít thời gian có thể từng nhóm hoàn thành về phần thời gian sẽ nghe theo tâm huyền cung chủ nhưng sau đó làm thế nào mới có thể khiến hắn không thể sống lại? Hắn có lực lượng như vậy, nếu muốn khôi phục cũng không thể trong một sớm một chiều là được. Chờ đến khi thật sự khôi phục, thiên địa đại biến cũng đã bắt đầu, hắn lại có thể làm gì? Hãy lưu lại một giọt máu của hắn cho ta, ta có thể giam cầm hắn vĩnh viễn. Mọi người nhìn lại, người nói chính là Thích Già Lam, gã đàn ông gầy gò như cây trúc với vẻ mặt thâm sâu khó đoán, liên tâm các, tiên vụ lượn lờ. Lý Nguyên ngồi ở bên trong, hai bên trái phải là linh thạch chất thành núi nhỏ tỏa ra ánh sáng tựa như quả cầu nước và quả cầu lửa bia đá bí thuật tu luyện thiên hồn và địa hồn được đặt trước mặt lý nguyên do bạch tâm huyền và mộng hạnh tiên bí mật mang vào sau khi chuyển giao cùng lúc đó lý nguyên lại gửi một lá thư khác nói rằng có lẽ hắn cần thêm thời gian để gặp gia đình nhìn bia đá bí thuật lý nguyên bắt đầu tu luyện nơi đây với linh khí được trọng tổ cùng lượng linh thạch khổng lồ thay thế cho nước và lửa đã trở thành nơi tu luyện tốt nhất cho hắn bạch tâm huyền thường xuyên tiến vào mang cơm cho lý nguyên một cách đầy tủi nhục nhưng sau khi quay về đã báo cáo với những kẻ mưu đồ nguyên trạng tình hình tu luyện của hắn đồng thời nàng ta cũng tạo điều kiện để lý nguyên có thời gian rời đi một lát tu luyện không nhất thiết phải ở một chỗ thỉnh thoảng ra ngoài cũng là điều cần thiết tuy nhiên thời gian này thường rất ngắn và đột ngột chỉ có người tâm phúc mới có thể nắm bắt bạch tâm huyền chịu đựng nhục nhã nhưng cũng nhận được tin tưởng của nguyên đế dưới sự hỗ trợ của nàng ta đại trận dần dần được triển khai xung quanh liên tâm các thời gian trôi nhanh và ba năm đã trôi qua chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, Lý Nguyên đã tiêu hao hơn một nửa lượng linh thạch, với số lượng này, đủ cho hàng ngàn tu sĩ tam phẩm tu luyện trong 3 năm. Mức tiêu hao khổng lồ này cũng đi kèm với thành quả xứng đáng. Lý Nguyên đã đột phá thiên hồn cả tam cảnh và tứ cảnh, địa hồn cũng đạt đến tứ cảnh. Hắc thân của địa hồn tứ cảnh tương đương với một phạm trù cấm kỵ, nhưng nếu loại cấm kỵ trong thể địa hồn của Lý Nguyên được xếp hạng, e rằng không thể vượt qua tất cả cấm kỵ khác của đại chu năm đó, trở thành hạng nhất. Thiên hồn tứ cảnh chỉ có thể dung hợp với chất lỏng, do đó được gọi là thủy tiên, còn thiên hồn tam cảnh dung nhập vào đại địa nên được gọi là địa tiên. Có thể thấy, tác dụng trực tiếp của thiên hồn không mạnh bằng địa hồn. Thiên hồn chỉ tăng khả năng dung hợp, trong khi địa hồn thực sự từng bước nâng cao bản thân. Tuy nhiên, thiên hồn cũng có ưu điểm, sử dụng giống như nhân hồn, không hao tổn thọ nguyên. Lúc này, ba thể hồn của Lý Nguyên hợp nhất thành một, cộng thêm bí thuật điều chỉnh của Bạch Tâm Huyền, hắn đã hoàn toàn dung hợp cả ba. Nhưng cũng giống như rèn binh khí, muốn có được binh khí tốt cần phải tôi luyện để nén chặt. Lý Nguyên cũng cần rèn luyện vì sự dung hợp của hắn vẫn chưa hoàn chỉnh. Về việc thiên hồn và địa hồn chưa đột phá đến ngũ cảnh, một là do thời gian không đủ, hai là do nền tảng của hắn chưa vững chắc nên không thể vội vàng tiến bước tiếp theo. Ban đầu, hắn còn muốn đợi thêm, nhưng những người bên ngoài dường như đã không thể kiên nhẫn hơn. Hơn nữa, hắn cũng thực sự cần rèn luyện này. Nhờ Bạch Tâm Huyền đóng vai gián điệp hai chiều, người bên ngoài không nắm rõ tiến độ bên trong nhưng lý nguyên lại biết đại trận của bọn họ đã hoàn thành ngoài bằng tứ thích giả lam vân nhiên tử thổ huyền hỏa huyền và thủy huyền còn có khoảng 24 cường giả tam phẩm cũng tham gia lần này phần lớn bọn họ là tâm phúc của sáu người kia hoặc có thể nói là những chấn chủ linh chấn cực kỳ phản đối người đến từ bên ngoài hôm nay bạch tâm huyền đã ước hẹn thời gian lý nguyên nhắm mắt khoanh chân tĩnh dưỡng trong liên tâm các đột nhiên hắn cảm nhận được động tĩnh bên ngoài không còn che giấu liền mở mắt hỏi, kẻ nào? Người đến không trả lời, Lý Nguyên hít sâu một hơi, thân hình khẽ động, cánh cửa Liên Tâm Các mở ra, nam nhân dáng dấp thiếu niên bước ra ngoài, ngoài cửa, đại trận đã hoàn thành, che trời lấp đất là các lớp lá chắn không khí luân chuyển, ẩn chứa vô số sát khí bên trong những ảo cảnh biến ảo, bởi vì mọi người đang thực hiện trong phạm vi nhỏ, nên khi đại trận đột nhiên xuất hiện, ngoại trừ đệ tử Hoan Linh cung, các đệ tử khác đều chưa từng xuất hiện, nhưng những đệ tử Hoan Linh cung này cũng có chút mơ hồ. Gần như tất cả đệ tử trong Hoan Linh cung đều là nữ, tu luyện mỹ thuật. Lúc này, trên chiến trường chính diện, từng người cầm linh kiếm, gai dài, quạt, châm cài và các loại linh khí khác phân bố ở các vị trí khác nhau, nhưng rõ ràng là đang hỗ trợ những cường giả trong đại trận. Dù sao ai cũng biết cung chủ Hoan Linh cung đã bị nguyên đế sỉ nhục từ lâu. Với tư cách là đệ tử, các nàng tự nhiên muốn giúp đỡ cung chủ. Hơn nữa, nhìn vào tình hình hiện tại, ai cũng thấy đây là một đám cường giả đỉnh cao Đông Hải chịu nhục, cuối cùng bố trí mai phục muốn đối phó với một bạo quân đến từ bên ngoài. Cung chủ Hoan Linh cung cũng đứng bên cạnh đại trận, lúc này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Nguyên bước ra, nhìn vạt áo trường bào đen của hắn tung bay trong gió đêm. Bạch Tâm Huyền vô cùng lo lắng, nàng ta rất sợ Lý Nguyên thất bại. Nàng ta có thể cảm nhận được sự đáng sợ của đại trận này. Bạch Tâm Huyền nhìn Lý Nguyên, và Lý Nguyên cũng đang quét mắt nhìn đại trận. Hắn biết sơ lược về đại trận, nhưng việc tu luyện đại trận không thể do một cá nhân hoàn thành, mà cần tập thể cùng nhau cố gắng và đồng lòng tuân theo người thủ lĩnh. Do đó, Lý Nguyên vẫn chưa thực sự tu luyện đại trận. Nhìn chung, số lượng người tham gia đại trận càng nhiều, hiệu quả gia tăng chiến lực càng thấp. Nếu trong phạm vi 1.000, tổng sức chiến đấu suy yếu phần lớn là từ 3 đến 12. Nếu vượt quá 1.000, mức độ suy yếu sẽ càng cao. Mức độ suy yếu cụ thể trong phạm vi 1.000 phụ thuộc vào khả năng điều khiển đại trận của người nắm giữ tâm trận. Ví dụ như Tiểu Thánh, người tạo thành đại trận đều là do một mình nàng, vậy con số này sẽ khủng khiếp nhất chỉ ở mức 3 ngã 4. Còn như tạ phong trước đây khi khống chế hãng châu thiết kỵ có thể đạt tới 6 ngã 7. Tiếp theo từ 1.000 đến 10.000 là 13 ngã 14, từ 10.000 đến 30.000 là 29 ngã 30. Trước đây, man vương chân viêm hoàng lĩnh 2 vạn lang kỵ, tuy nói man tử, sói và man vương đều đồng tâm hiệp lực, nhưng có lẽ do thực lực binh pháp của man vương chưa đạt đến đỉnh cấp hoặc do việc khống chế lang kỵ khó khăn hơn nên chỉ số chỉ ở mức 8 ngã 9. Tiếp theo là 16 ngã 17 giờ 32 phút ngã 33. Nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy đại trận do 6 gã tam phẩm cao cấp và 24 gã tam phẩm bình thường tạo thành, Lý Nguyên lại có chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy tất cả đều hợp lý, dù sao, những người này chưa bao giờ tổ chức đại trận trước đó, chỉ dành 3 năm để rèn luyện đại trận này, đạt đến trình độ này đã là không tệ rồi. Lý Nguyên nhìn con số 223 vạn đang bay trước mặt, có lẽ con số suy yếu của đối phương có lẽ khoảng 9. Nói một cách nghiêm túc, bọn họ đã rất cố gắng. Những người này thực sự muốn chiến thắng, nhưng Lý Nguyên nhìn lại bản thân lúc này, sau khi hấp thụ linh thạch và tu luyện liều mạng, chỉ số của hắn đã tăng từ 106.144 ngã 2353-270 lên 106.144 ngã 3253-270. Chuyện này, làm sao đánh, làm sao rèn luyện, ai, Lý Nguyên thở dài. Bạch Tâm Huyền giận dữ mắng, Nguyên Đế, ngươi cùng vọng tự đại, tác oai tác phúc, chuyện hôm nay cũng là ngươi gieo gió gặt bão, còn có gì để nói. Vị yêu nữ thủ lĩnh này hy vọng thông qua việc văng tục chỉ bới để tranh thủ thêm thời gian quan sát cho Lý Nguyên. Mặc dù không biết câu nói nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, nhưng nàng ta lại áp dụng nó một cách vô thức. Bằng tứ nhìn lướt qua Lý Nguyên với bản năng của một kẻ sát nhân hung hãn, gã cảm thấy đối phương có gì đó không ổn nên thận trọng nói, Nguyên đế, ngươi không kinh ngạc sao? Lý Nguyên chắp tay trước ngực, cúi đầu trước gã và các cường giả phân tán xung quanh. Thích giả lam cười khạc khạc, hiện tại cầu xin tha thứ, đã muộn nhưng những người khác lại tỏ ra vô cùng nghiêm trọng ngoại trừ kẻ ngốc ai sẽ nghĩ rằng lúc này nguyên đế sẽ cúi đầu cầu xin tha thứ hành động này hoàn toàn lộ ra một khí tức kỳ lạ có thể nói là rất khác thường bạch tâm huyền lo lắng đến tột cùng nhưng ngay sau đó lý nguyên lại chân thành giải thích không phải ta cầu xin tha thứ mà là hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể dốc hết toàn lực nếu như các ngươi có thể để cho ta tận hứng ta đây thậm chí có thể sẽ không giết các ngươi dứt lời hắn chậm rãi nhắm mắt chắp tay đứng dậy bay về phía bầu trời đêm nói một câu đừng để cho ta thất vọng đừng để cho ta thất vọng sau chữ này lan truyền ra xung quanh đại trận không có uy thế gì bình bình đạm đạm nhưng lại lọt vào tai tất cả cường giả bạch tâm huyền có chút không dám tin nhưng lại thấp thỏm vô cùng mà các cường giả tuy đã đâm lao phải theo lao nhưng lại không tin lý nguyên này có thể đối phó đại trận đại trận này đã vượt qua bất kỳ tam phẩm đỉnh phong nào chỉ cần chưa đạt tới nhị phẩm thì tất nhiên sẽ bị chém giết bọn họ nghĩ không sai chỉ tiếc lý nguyên cũng không phải một cái tam phẩm đỉnh phong hắn là một tồn tại giống như nhân hoàng như man vương thống soái đại quân lang kỵ như long mạch bất khả chiến bại đã phá vỡ khuôn khổ sức mạnh dựa vào cảnh giới để đánh giá hắn là không có ý nghĩa khởi trận bàng tứ hét lớn ngay lập tức trận pháp vận hành nhanh chóng biến thành hai khí âm dương hư ảo lưu chuyển phân biệt dung nhập vào cơ thể cung chủ quỷ linh cung thích già lam và cung chủ thiên linh cung vân nhiên tử khiến cho lực lượng của hai vị địa hồn và thiên hồn này từ từ tăng lên đột phá giới hạn vốn có. Nhiều cao thủ muốn thành lập trận pháp, thực ra rất khó. Nhưng những cao thủ đỉnh cấp này lại nghĩ ra một phương pháp, đó là lấy nhân hồn làm tâm trận, khiến cho hai khí âm dương lưu chuyển, từ đó trợ giúp Thích Già Lam và Vân Nhiên Tử biến hai người này thành tâm trận lớn. Hai tâm trận, coi như là hai tầng đảm bảo, càng là muốn cho nguyên đế một bất ngờ. Trong nháy mắt, Vân Nhiên Tử hóa thành một đoàn mây mù khổng lồ che trời, che khuất tầm mắt. Cự nhân này vắt ngang bầu trời, dài hơn 200 trượng, vô cùng kinh người. Tích giả Lam đột nhiên hừ một tiếng a di đà Phật một cách kỳ quái. Ngay sau đó, ác quỷ dày đặc leo lên thân thể hắn ta, hình thành một pho tượng Phật quanh thân hắn ta. Mau nhắm mắt lại, Bạch Tâm huyền hô. Rất nhiều đệ tử vội vàng nhắm mắt. Mà những đệ tử chưa kịp nhắm mắt nhìn thấy tượng Phật kia thì trong lòng sinh ra dục niệm vô tận. Có người thậm chí không kiềm chế được, bắt đầu cởi quần áo, kéo váy. Cảnh tượng đẹp đến lạ thường. Lực lượng của hai người này đều đã vượt qua giới hạn ban đầu, bước vào trình độ mà chỉ dựa vào bản thân không thể nào đạt tới ở trên cao lý nguyên nâng bàn tay lên lòng bàn tay sinh ra một đóa hoa sen kỳ dị nhưng lại tràn đầy vĩ lực hoa nở 36 cánh 12 cánh hồng liên 12 cánh kim liên 12 cánh hắc liên 36 cánh hoa sen chuyển động trong lòng bàn tay lý nguyên loại chuyển động này không hề tĩnh lặng mà có một loại cảm giác tối nghĩa hiển nhiên là chưa hoàn thiện nhìn từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy những thứ này nhưng nếu nhìn kỹ hơn lại có thể thấy hồng liên tượng trưng cho hủy diệt kim liên tượng trưng cho tiên tướng hắc liên tượng trưng cho lao ngục trong hủy diệt vô số lực lượng hư ảo hướng nội liễm trong tiên tướng bao hàm đại địa cùng với linh thủy xung quanh tựa như đã liên kết với thiên địa nơi đây trong lao ngục thế mà lại là ma khí dày đặc ngàn vạn đôi mắt màu trắng sau lưng mỗi một đôi mắt là một ác quỷ những ác quỷ này bị cánh hoa trói buộc trong đó nhưng lực lượng lại càng ngưng tụ lý nguyên bình thản đứng dưới tầng mây bên trên quỷ phật đà tay cầm hoa sen tựa như thiếu niên đang ngắm hoa ầm vân khí cuồng động pháp tướng hơn 200 trượng đột nhiên ra tay, như trời sập xuống. Nhưng một cánh kim liên bay ra, ngăn cản đòn tấn công này, kim liên bay lượn quanh người Lý Nguyên. Vân Nhiên Tử tiếp tục ra tay, bầu trời mây mù thành xoáy nước, hai quyền liên miên như sao băng. Nhưng kim liên vẫn chỉ bay lượn, ngăn cản, Lý Nguyên nâng hoa sen, suy tư về chỗ dung hợp chưa hoàn chỉnh của mình. Lúc này, quỷ Phật Đà trên mặt đất cũng niệm A-di-đà Phật. Hắn ta vươn tay, năm ngón tay mở ra, bàn tay khổng lồ do ác quỷ tràn ngập dục niệm tạo thành từ dưới đất vồ lấy lý nguyên so sánh với kích thước lý nguyên chỉ như một con kiến nhỏ lý nguyên hái cánh hắc liên buông tay xuống hắc liên và quỷ phật thủ va chạm phát ra tiếng thét chói tai lý nguyên nở nụ cười vui mừng lại hái thêm hai cánh hoa lập tức dưới chân hắn khói đen lượn lờ vạn quỷ cuồng vũ hắn lại nhẹ nhàng a à một tiếng hái thêm hai cánh kim liên ném lên bầu trời ngăn cản công kích của cự nhân mây mù kia hai bên giao đấu hồi lâu Quỷ Phật Đà và cự nhân mây mù chỉ có thể ép Lý Nguyên sử dụng 6 cánh hắc liên và 6 cánh kim liên. Lâu dần, lực lượng của Lý Nguyên dường như vô tận, nhưng đại trận kia cũng sắp sửa tan vỡ. Lý Nguyên tiện tay hái 6 cánh hồng liên, cánh hoa hồng liên biến thành một thanh đao. Lý Nguyên nhảy lên, cự nhân của Vân Nhiên Tử vỡ nát, nhảy xuống, quỷ Phật Đà của Thích Giả Lam biến mất. Thiên địa trở lại bình yên, Lý Nguyên nhìn chằm chằm đại trận, bàn tay khẽ động, đao kia lại hóa thành 6 cánh hồng liên. Hắn thả hồng liên ra ngoài, sau đó không thèm nhìn, bay đến bên cạnh Bạch Tâm Huyền, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bạch Tâm Huyền tựa sát vào người cường giả này như con mèo nhỏ. Đệ tử Hoa Linh Cung hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong mắt các nàng, cung chủ nhà mình đã phải chịu đựng bao nhiêu nhục nhã, đang dịu dàng dựa vào lòng nguyên đế. Khuôn mặt quyến rũ của nàng ta mang theo nụ cười hạnh phúc, hơi thở nhẹ nhàng chậm rãi có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, khiến người ta hiểu rằng thực ra nàng ta đã sớm là người của nguyên đế. Đại trận tan vỡ, mặt đất nứt này, từng mảnh linh khí giải rác khắp nơi. Cơ hội mà các cường giả Đông Hải rình rập 3 năm và tình thế sát cục mà bọn họ tạo ra vào lúc này đã hoàn toàn biến thành trò cười. Đại trận tập hợp lực lượng của người trong trận, nhưng nếu đại trận bị phá, người trong trận cũng sẽ đồng thời chịu tổn hại. Giống như hai đội quân đối chiến, nếu một đội quân bị đánh bại, tất cả mọi người trong đội quân đó đều không thể may mắn thoát khỏi. Tất nhiên, 30 người dựng trận ở đây đều là tam phẩm, dù có chết cũng có thể lợi dụng tinh huyết đã dự trữ trước đó để sống lại. Nhưng như vậy thì có thể làm gì, thiên địa đại biến sắp tới, cho dù bọn họ sống lại và khôi phục thực lực, cũng không có cơ hội nắm bắt cơ hội cuối cùng này ở tận thế. Trưởng môn Thủy Huyền môn là một nữ đạo sĩ, lúc này đang hấp hối, toàn thân nứt nẻ, máu tươi chảy ra rồi lại bị lửa thiêu đốt. Nữ đạo sĩ này dùng giọng khàn khàn, khó hiểu chất vấn, "Bạch Tâm Huyền, vì sao phản bội chúng ta?" Bạch Tâm Huyền nhìn nữ đạo sĩ dáng vẻ như chó nhà có tang cùng với đám người kia, bật cười như trùng bạc, sau đó vui vẻ nói: Nguyên đế cho ta niềm vui làm nữ nhân." Dứt lời, nàng ta ôm lấy lồng ngực cường tráng của Lý Nguyên, hạnh phúc híp mắt lại, sau đó má trái dán vào ngực Lý Nguyên, má phải nghiêng ra, mỉm cười nhìn về phía đám người thất bại thảm hại. "Vô sỉ." Bàng Tứ còn sót lại chút ý thức, nghiến răng nghiến lợi mắng, "Tiện nhân." Nói thật, lúc này người gã hận không phải Lý Nguyên, mà là nữ nhân phản bội bọn họ. Bạch Tâm Huyền không tức giận mà cười nói, "Bàng Tứ, ngươi sống lâu như vậy, chưa từng thấy qua loại tình huống này sao? Thắng làm vua, thua làm giặc." có gì để nói ngươi nói như thế ngược lại khiến cho ta xem thường vài câu đối thoại ngắn ngủi của bọn họ đã kéo đám đệ tử hoan linh cung về với thực tại cuối cùng các nàng cũng hiểu ra nguyên lai các nàng hẳn là nên đứng về phía nguyên đế về phần ngũ linh minh đã như vậy rồi liên minh hay không liên minh có ý nghĩa gì dưới sự dẫn dắt của một vị trưởng lão hoan linh cung đám đệ tử đông ịt quỳ xuống miệng hô tham kiến nguyên đế trong đám đệ tử này cũng bao gồm bạch liên giác là giáo chủ bạch liên giáo từng phủ phục ở huyện sơn bảo Từng nắm trong tay tin tức khắp thiên hạ, không ai khiếp sợ hơn Bạch Liên Giác lúc này. Lần đầu Bạch Liên Giác biết đến Lý Nguyên là khi hắn còn là chú binh sư của thần mục điện. Lúc đó, Bạch Liên giáo chỉ biết hắn là con rể của trúc ban. Sau này, nghe tin Lý Nguyên dùng Thọ Nguyên để đúc ma kiếm rồi tự sát, nên không coi trọng chuyện đó. Nhưng nhiều năm sau, kế hoạch của Bạch Liên giáo ở Nam Địa đột ngột thất bại. Liễm Y Trai không thể dung hợp với kỳ thú viên, ngược lại kỳ thú viên bị chia cắt thành hai, tạo thành cấm kỵ Diêm Quân nam địa trở thành lãnh địa của diêm quân nương nương và bạch liên giáo bắt đầu điên cuồng tìm kiếm gia quyến của diêm quân nương nương khi còn sống lúc này lý nguyên lại đột ngột xuất hiện sau đó hàng loạt sự kiện xảy ra mãi đến khi lý nguyên tiết lộ danh tính tại hồng nhạn lâu ở hoàng đô trung kinh mọi thứ trong đầu bạch liên giác như bừng sáng giờ đây vô số ý nghĩ trong đầu bạch liên giác liền thông suốt giáo chủ bạch liên giáo này quỳ gối trước nguyên đế nhìn cung chủ nhà mình nép vào lòng hắn như chim nhỏ nhìn dáng vẻ mặc quân hái hoa mặc quân thương hoa trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn điều, thật sự không biết nên nói gì. Nhưng Lý Nguyên không có thói quen lưu lại hậu hoạn. Hắn giơ tay lên, một thanh hắc đao từ liên tâm các bay ra. Lý Nguyên cảm nhận đao linh trong hắc đao từng tự xưng là nhân hồng tụ, dường như không chỉ đang ngủ say mà còn biến mất. Thế cũng tốt, hắc đao bay ra, xe qua thân thể bằng tứ, vân nhiên tử, thích giả lam, thổ huyền, hỏa huyền, thủy huyền và các cường giả tam phẩm khác. Nơi hắc đao đi qua, thân thể người đó trong nháy mắt héo rũ, như già đi hàng vạn năm. Đồng thời, ở những nơi ẩn nấp không thể nhìn thấy, những hộp chứa tinh huyết đó cũng không còn tinh huyết trong suốt, mà chỉ còn lại một vũng nước đen. Bạch Tâm Huyền lúc đầu vẫn còn đang cười, nhưng khi nhìn thấy cảnh đó vẻ mặt liền cứng nở. Nàng ta cứng ngắc nép vào người Lý Nguyên. Trên thực tế, Hoa Linh Cung cũng có phương pháp lấy hồn, diệt hồn, nhưng tuyệt đối không trực tiếp như Lý Nguyên. Làm sao có thể một đao chém đứt toàn bộ thọ nguyên của con người? Trừ phi đó là bắt đầu thánh nhân, bắt đầu chủ tử, nam đầu chủ sinh. Ngài là bắt đầu thánh nhân, Bạch Tâm Huyền khẽ hỏi. Lý Nguyên lắc đầu, nâng cằm Bạch Tâm Huyền lên, ngắm nhìn tuyệt sắc giai nhân trong lòng. Nàng ta như viên ngọc quý mà thời đại này thai ngén, từ khuôn mặt đến từng ngón chân đều hoàn mỹ không tì vết. Mỹ nhân như vậy, dù không có tình cảm, hắn cũng muốn ngày đêm hoan lạc, cùng nhau tận hưởng những đêm đẹp. Phàm nhân cũng không mong cầu gì hơn ngoài thực sắc mà thôi. Lý Nguyên cảm thấy bản thân trước tiên là một phàm nhân, sau đó mới muốn khám phá đại đạo. Là một cường giả, lại còn trường sinh bất lão, Lý Nguyên tự nhiên không áp đặt đạo đức phàm nhân lên bản thân. Đối với mỹ nhân như Bạch Tâm Huyền, hắn không thể buông tha. Nhưng đột nhiên, thân sắc hắn khẽ thay đổi, phát ra một tiếng kinh ngạc nhỏ. Lý Nguyên lướt vào trong phạm vi hắc đao đã chém qua, vung tay lên, hắc đao như tia chớp trở về tay hắn. Bạch Tâm Huyền đứng xa xa, thanh hắc đao kia khiến nàng ta vô cùng sợ hãi. Trường sinh chủng tuy trường sinh, nhưng chỉ là tương đối so với phàm nhân chỉ có thể sống trăm năm. Trên thực tế, nàng ta cũng chỉ có 4800 năm thọ nguyên loại đao có thể trực tiếp chém đi thọ nguyên này khiến nàng ta sợ hãi tận đáy lòng. Nhưng giờ đây, nàng ta là dây leo bám vào cây đại thụ Lý Nguyên, dù không biết chuyện gì đang xảy ra, thân hình vẫn phiêu động, rơi xuống phía sau Lý Nguyên, theo hắn đi về phía trước. Rất nhanh, hai người phát hiện một tia sáng le lói giữa những thi thể héo rũ. Lại gần nhìn kỹ, đó là một viên ngọc lưu ly lấp lánh, đó là xá lợi tử, Bạch Tâm Huyền nói. Dứt lời, nàng ta chợt nhận ra điều gì đó, vẻ mặt ngưng trọng và nghi hoặc. Lý Nguyên vừa nâng tay lên, xá lợi tử tự động bay lên bất động giữa không trung ánh mặt trời chiếu xuống xá lợi tử tỏa ra bảy sắc cầu vồng đẹp như một viên bảo thạch nhưng ngoài ra chẳng có gì cả còn không đi ra lý nguyên lạnh lùng nói nhưng xá lợi tử không hề phản ứng lý nguyên ý niệm khẽ động vực lực cường đại ngay lập tức áp sát vào xá lợi tử bề mặt xá lợi tử vang lên tiếng tách tách xuất hiện những vết nứt do lực ép mạnh nhưng không bị vỡ chỉ có điều dưới lực lượng của lý nguyên bên trong xá lợi tử dần hiện ra một khuôn mặt già nua khuôn mặt đó dán vào vách ngăn trong suốt của xá lợi tử như một bức tranh trên tờ giấy trắng lạnh lùng nhìn chằm chằm người bên ngoài thích giả lam ngươi không chết bạch tâm huyền kinh ngạc thốt lên trong xá lợi tử lão giả nheo mắt nở nụ cười nham hiểm nhưng không nói lời nào lý nguyên tiếp tục vận lực nghiền ép xá lợi tử nhưng lớp phòng ngự bên ngoài vô cùng kiên cố không thể phá vỡ bạch tâm huyền quan sát một lúc rồi nói lang quân thiếp nghe nói quỷ linh cung có bối cảnh thâm sâu bởi vì tiền thân của nó là bảo quang tự của phật môn Bảo quang tự này có lịch sử lâu đời, có thể truy ngược đến thời đại cổ thần. Trước đây, Thích Già Lam từng nói có thể vây khốn ngài, chỉ cần một giọt máu của ngài. Có lẽ xá lợi tử này chính là vật đó. Theo thiếp thân suy đoán, xá lợi tử này nhất định là di vật truyền thừa của bảo quang tự. Mà bảo vật có thể truyền thừa đến nay, tất nhiên là vô cùng chân quý. Lý Nguyên giơ tay nắm lấy xá lợi tử. Lúc này, hắn mới nhận ra rằng lớp vỏ ngoài của xá lợi tử không phải là vật chất, mà là một loại lực lượng không gian nội liễm kỳ dị giống như xá lợi tử tự thành một thế giới riêng. Tuy có thể nhìn thấy, nhưng muốn tiến vào, hắn cần phải phá vỡ màng danh giới giữa thế giới và thế giới. Loại màng danh giới này không giống như màng danh giới nơi âm dương không tương thích mà hắn từng gặp trước đây với Diêm Tỷ, mà là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Chỉ có điều, một thế giới chỉ lớn bằng hạt châu, chỉ có thể chứa thích giả lam. Thích giả lam thoạt nhìn vô cùng suy yếu, hiển nhiên xá lợi tử này chỉ là át chủ bài bảo vệ tính mạng, chứ không phải đạo cụ phòng ngự nói cho ta biết những gì ngươi biết và ta sẽ đưa ngươi đi thăm dò cổ điện lý nguyên trực tiếp nói với hạt châu hắn không chắc lão giả này có thể giao tiếp hay không nên chỉ thử xem sao lời vừa dứt thích giả lam hung hăng trả lời ta không tin ngươi ta biết ngươi không tin chỉ hỏi thử thôi lý nguyên thuận miệng nói sau đó có chút hứng thú quan sát vẻ mặt của lão giả hơi nhau mắt lại hắn lại bóp xá lợi tử đầu ngón tay mở ra một cánh hồng liên thử cắt nhưng lại phát hiện cánh hoa hồng liên không thể cắt được xá lợi tử này quả nhiên đây là một lực lượng trên tam phẩm là một loại lực lượng sinh ra chất biến hắn tạm thời thu hồi xá lợi tử sau đó lý nguyên ôm ngang bạch tâm huyền đi về phía liên tâm các trong khi đệ tử hoan linh cung đang quỳ lại đông nghịt và thi thể cường giả đầy đất trận chiến này tuy giúp hắn rèn luyện lực lượng bản thân nhưng vẫn chưa đủ khiến tâm trạng hắn không được tốt vì vậy hắn cần khoái cảm một đêm bình thường bạch tâm huyền tỉnh dậy trong lòng nguyên đế bí thuật điều hòa âm dương giúp lý nguyên cảm thấy tam hồn hòa hợp được cải thiện đôi chút Hắn nhìn mỹ nhân trong lòng, nhìn đầu vai trắng nõn như trứng gà luộc chín đã bóc vỏ kia, nhẹ nhàng áp lên và hỏi: "Tin tức đại chiến hôm qua đã truyền ra ngoài chưa?" "Ừm." Bạch Tâm Huyền gật đầu, "Thiếp thân đã nói rồi, đế quân chỉ tiêu diệt những kẻ lòng mang bất chính, chứ không làm hại cá trong ao. Chỉ có điều từ nay về sau, sẽ không còn Ngũ Linh Minh, cũng không có Thái Huyền Tông, chỉ có một thế lực hoàn toàn mới." Lý Nguyên trầm mặc một lát, nhìn ra ngoài cửa sổ, tiên vụ lượn lờ, khiến cho cảnh vật trong sương mù như một bức tranh nghe bạch tâm huyền làm nhảm liên tục hắn đột nhiên nói tên thế lực mới đơn giản gọi là tiên minh nếu các ngươi có đề nghị khác cứ theo ý các ngươi tên gọi không quan trọng miễn mọi người đều biết nhưng thống lĩnh thế lực mới này phải là ta còn ngươi tông chủ thái huyền tông cung chủ khôi linh cung trưởng môn mộc huyền môn đều là trưởng lão đợi đến khi mọi việc ổn định ngươi lại chiêu cáo với các ẩn thế thế gia kia mời họ gia nhập tiên minh cùng bàn đại kế sau khi gia nhập gia chủ của các ẩn thế thế gia kia có thể trở thành trưởng lão đang là trưởng lão thì an bài làm chấp sự là được rồi. Nếu ai làm trái, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, ta sẽ đi giải quyết. Thiếp thân đã hiểu, Bạch Tâm Huyền lắc lắc mông, cố gắng thoát khỏi sự trấn áp. Ba bốn năm qua, không chỉ Lý Nguyên được lợi từ bí thuật hợp hoan, mà nàng ta cũng được rất nhiều lực lượng. Nếu trước đây, lực lượng của nàng ta xếp cuối cùng trong ngũ linh minh, thì hiện tại đã là đệ nhất, thậm chí không sợ đối đầu với vị tông chủ Thái Huyền Tông kia. Lý Nguyên lại nói, đi đón gia quyến của ta tới hoan linh cung đi, thiếp thân. Đã biết, Bạch Tâm Huyền đột nhiên xoay người, thoát khỏi sự chấn áp, ôm ngược Lý Nguyên và làm nũng nói, thiếp thân cũng muốn trở thành gia quyến của lang quân mà. Trên mặt nàng ta ra vẻ làm nũng, giọng nói nũng nịu, nhưng trong lòng lại rất khẩn trương. Lý Nguyên gật đầu, "Được." Bạch Tâm Huyền ngây ngẩn cả người. Lý Nguyên cười nói, "Ngươi chọn một ngày, chúng ta thành hôn." Hắn rất quyết đoán. Nữ nhân hay ghen tị, nếu chỉ vì một danh phận mà khiến Bạch Tâm Huyền sinh lòng khác, vậy thì không có ý nghĩa, trước khi xuyên không lý nguyên đã từng xem qua loại nhân vật chính do dự luôn nói qua hai năm cưới em chờ cái gì sau đó liền cưới em sau đó cô gái kia chờ đợi liền sinh lòng oán hận từ đó bắt đầu gây chuyện chờ làm một vòng tạo thành tổn thất cho nhân vật chính nhân vật chính phát hiện hung thủ thật sự sau khi bị ép bất đắc dĩ giết chết cô gái kia nhân vật chính ôm cô gái kia cô gái trước khi chết lại còn ở trong lòng hắn hỏi vì sao ngươi không cưới ta ta hận ngươi lý nguyên cũng muốn đi lên tát nhân vật chính kia một cái nói một câu ngươi cưới cô ấy sớm hơn thì sẽ có nhiều chuyện rối rắm như vậy sao cho nên lý nguyên lại ôn nhu nói tâm huyền ta thiên vị nàng nàng cũng đừng khoe khoang ở trước mặt các nàng ấy các nàng ấy thực lực không bằng nàng cũng không xinh đẹp bằng nàng càng không sống lâu bằng nàng cho nên ta hy vọng nàng có thể như tỉ tỉ chiếu cố tốt các nàng ấy coi các nàng ấy như người nhà mà không phải lục đục với nhau như hậu cung hoàng thất nhân gian trên mặt tươi cười nhưng lại đâm dao sau lưng như vậy bạch tâm huyền nghe được câu trả lời dứt khoát cương chiều và thẳng thắn như thế, đáy lòng càng ngọt ngào, nàng ta dịu dàng nói, thiếp thân sẽ coi các nàng ấy như muội muội, đối xử thật tốt. Giờ khắc này, vị yêu nữ thủ lĩnh này thật sự có loại cảm giác như đang nằm mơ. Vốn dĩ, nàng ta vẫn luôn thấp thỏm phi thường, bởi vì nàng ta kỳ thật thuộc về nửa đường xuất gia, nước đến chân mới nhảy, tính chất giao dịch giữa nàng ta và nguyên đế vượt xa tính chất tình cảm. Tuy nói có bí thuật kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhưng nói về bản chất, thực ra mối quan hệ giữa hai người là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng vị yêu nữ thủ lĩnh này tuyệt đối không thỏa mãn loại quan hệ bề ngoài này, nàng ta nhất định phải thành lập lên liên hệ tầng sâu với Nguyên đế, nếu không nàng ta sợ tụt lại phía sau. Nhưng không nghĩ tới, Nguyên đế lại trực tiếp thỏa mãn nàng ta. Bạch Tâm Huyền chỉ cảm thấy kinh hỉ như ở trong mộng. Lý Nguyên xoa đầu nàng ta, nhìn khuôn mặt không tì vết của nàng ta, nhẹ giọng nói: "Thật đẹp." Sau đó lại nói: "Đừng để các muội muội của ngươi biết." Bạch Tâm Huyền hiểu rõ ý đồ của Lý Nguyên, nhưng nữ nhân nào lại không thích nghe những lời như vậy? Nàng ta ôn nhu đáp, thiếp thân sẽ làm một tỷ tỷ tốt. Nghe hai chữ tỷ tỷ, Lý Nguyên không nói gì. Ba tháng sau, tiệc cưới được tổ chức tại Hoan Linh Cung. Nhân vật chính của buổi lễ là Nguyên Đế và Cung Chủ Hoan Linh Cung. Tham dự buổi tiệc có Tông Chủ Thái Huyền Tông, Mộc Huyền, Khôi Linh cùng với đông đảo đệ tử thuộc Ngũ Linh Minh và Thái Huyền Tông. Đối với tất cả mọi người, đây giống như một giấc mơ. Bố cục Đông Hải vốn không thay đổi trong suốt hàng ngàn năm, nay đã hoàn toàn biến đổi. Bình thường, dù là cường giả như Lý Nguyên đến, các đại môn chủ cung chủ cũng sẽ không bố trí mai phục như vậy mà sẽ né tránh che giấu hoặc sử dụng những thủ đoạn tinh vi hơn để đối phó như ngày tận thế khiến lòng người dối bời những tiên nhân cao cao tại thượng vốn dĩ dựa vào thọ nguyên dồi dào và lực lượng hùng mạnh để làm trụ cột nhưng tận thế cùng với thọ nguyên lại kìm kẹp cổ họng những cường giả này khiến cho biểu hiện của bọn họ thậm chí còn tệ hơn những người chỉ mới vài trăm tuổi con người sắp chết lúc nào cũng bối rối khi đối mặt với lý nguyên bọn họ đã hoàn toàn đánh mất đi sự bình tĩnh và đây mới chính là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của những người bị Lý Nguyên chu sát, bọn họ quá vội vàng. Trong tiệc cưới, còn có một số lão bằng hữu của Lý Nguyên, như cô Tuyết Kiến gia nhập Mộc Huyền môn, Diêm Mục gia nhập Hỏa Huyền môn, Thiết Sát gia nhập Vũ Linh cung, Phương Kiếm Long gia nhập Linh thú cung. Ngoài bốn người này ra, còn có một số người từng có duyên gặp gỡ với Lý Nguyên, như lão nhân thần Mộc Điện trước đây, thậm chí còn có tiểu cô nương hướng ra hướng khinh ngữ từng cùng hắn đào móc đồ cổ, chỉ là tiểu cô nương năm đó giờ đây cũng đã làm mẹ. Đương nhiên, nơi đây cũng có không ít kẻ thù của lý nguyên đặc biệt là nhóm người liên giáo trước đây lúc này lý nguyên không cần kiên kỵ bất cứ điều gì cũng không cần sợ hãi bất kỳ ai đi thăm dò quá khứ của mình hắn nhìn thấy những người quen này liền đến chào hỏi từng người một hắn thậm chí không coi trọng việc mình đang mặc trang phục tân lang ngồi cùng cô tuyết kiến diêm mục thiết sát phương kiếm long hàn huyên với họ một lúc sau đó lại trực tiếp tìm đến các trưởng lão tương lai dặn dò các trưởng lão phải chiếu cố họ nhiều hơn Điều này khiến cho giá trị của những người này tăng vọt. Hướng Khinh Ngữ lấy hết can đảm, tiến lên vái chào, bái kiến Nguyên đế. Lý Nguyên lại mỉm cười dặn dò các trưởng lão, cũng phải chiếu cố nàng ấy. Sau khi Lý Nguyên rời đi, mọi người đều cảm thấy tâm trạng vừa bàng hoàng vừa phức tạp. Tuy đã nghe tin đồn trước đó, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến họ khó tin. Bốn người không khỏi nhớ lại thời điểm họ cùng xuất hiện với vị Nguyên đế này. Khi đó, họ thậm chí còn ở vị trí cao hơn Nguyên đế, cả về địa vị và thực lực. Nhưng giờ đây nhìn lại, không biết là nguyên đế đã che giấu thực lực hay trêu đùa họ, quá khứ đã trôi xa. Quay đầu lại, họ thấy trên đài cao, cung chủ Hoan Linh cung vốn xa vời giờ đây đã trở thành độc quyền của Nguyên đế. Mọi người nâng chén, ăn uống linh đình, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thế sự như mộng như ảo. Mà người nhà Diêm Mục thấy Diêm Mục dĩ nhiên quen biết đại nhân vật như Nguyên đế, đều vô cùng hưng phấn, từng người giật dây Diêm Mục đi mời rượu. Diêm Mục ấp úng, vô cùng khó xử, Lý Nguyên phát hiện ra, liền trực tiếp kéo hắn ta đến bên cạnh mình. Diêm mục nào dám ngồi bên cạnh hắn? Sư phụ hiện tại của hắn ta tương đương với một chuẩn trưởng lão của Mộc Huyền môn, mà trong thế lực mới này, ngay cả chấp sự cũng chưa chắc có thể lăn lộn lên được. Hơn nữa, Lý Nguyên còn là thượng cấp của thượng cấp của sư phụ của hắn ta. Nhưng Lý Nguyên lại trực tiếp vỗ vai Diêm Mục, cất cao giọng nói, "Các ngươi phải nhớ kỹ hắn ta, lời hắn ta nói, ta sẽ chăm chú nghe." Lời này vừa nói ra, toàn bộ tiệc rượu đều im bặt. Diêm Mục xấu hổ vô cùng, khẩn trương vạn phần, không hề thấy hào khí năm đó thời thế thăng trầm gia đình đã mài mòn sự điên cuồng và ngạo mạn ban đầu của hắn ta có lẽ là do mùi rượu nồng nàn lý nguyên lại trực tiếp ôm diêm mục và nói diêm huynh đệ bất cứ chuyện gì đều có thể trực tiếp tìm ta nói xong hắn đưa tay về phía sau bạch tâm huyền như có tâm linh tương thông trực tiếp lấy một khối lệnh bài đặt trên tay lý nguyên lệnh bài này chính là vật giống như khách quý lệnh của tiên minh lý nguyên tự tay khắc hai chữ diêm mục sau đó đặt lên tay hắn ta diêm mục liên tục từ chối nhưng cảm thấy không khí phía sau Lý Nguyên trở nên lạnh lẽo, liền không dám từ chối nữa. Hắn ta nắm lệnh bài, cười khổ nói, "Ta có tài đức gì? Có tài đức gì đây?" Mà dưới đài, người nhà của hắn ta đã vui mừng phát điên. Khối lệnh bài này mang ý nghĩa rằng từ nay về sau, bọn họ chính là tầng lớp trên của vùng biển Đông Hải này. Lý Nguyên nhìn Diêm Mục cúi đầu, vỗ vai hắn ta, sau đó nghiêng người nhìn Bạch Tâm Huyền, lại nhìn về phía Diêm Mục nói, "Gọi Tẩu Tử đi." Diêm Mục run giọng nói, "Tẩu, Tẩu Tử." Bạch Tâm Huyền vẫn đang đội khăn von đỏ, nhưng đối với nàng ta mà nói, dù cho có đội khăn von đỏ hay bị nhốt trong quan tài, nàng ta vẫn có thể nhận thức được tình hình xung quanh. Nàng ta không biết Lý Nguyên vì sao coi trọng người này như vậy, nhưng vẫn cười nói, "Đại ca đệ ngày thường bận rộn, về sau có gặp khó khăn gì, có thể đến tìm tẩu tử. Tẩu tử ta có thể giải quyết giúp đệ, nhất định sẽ giải quyết giúp đệ." Diêm Mục liên tục nói lời cảm ơn, sau đó trở lại bàn tiệc, mới phát hiện mình đã toát mồ hôi lạnh hắn ta nhìn nam nhân trên đài với ánh mắt phức tạp. Hắn ta biết, người nam nhân kia nhớ kỹ chuyện cũ, nhớ kỹ hắn ta là cháu trai và không hề vì địa vị cao mà quên hắn ta. Diêm mục thầm nghĩ trong lòng, gì nhỏ không gả lầm người, chỉ tiếc gì nhỏ mất quá sớm. Trình độ của hắn ta không cao nên không biết chuyện của Diêm quân, còn tưởng gì nhỏ đã sớm qua đời. Diêm mục rụi rụi mắt, hai mắt đỏ hoe, lại nâng chén rượu, hướng về phía tân lang quan trên cao kính rượu, liền một ngụ uống cạn. Bạch Tâm Huyền cũng im lặng đánh giá những người này. Nàng ta hiểu biết về nguyên đế còn quá ít, những người này chính là điểm đột phá. Đêm đó, chủ nhân Hoan Linh cung hầu hạ phu quân, ân ái hòa hợp, ngày hôm sau, Lý Nguyên tiếp tục tu luyện, tuy thu hoạch sau đại chiến 3 tháng trước không nhiều, nhưng vẫn có chút ít. Bạch Tâm Huyền lại âm thầm triệu tập rất nhiều yêu nữ thủ hạ của mình đến. Rất nhanh, tin tức về những người Lý Nguyên từng mời rượu đã được đưa đến trước mặt nàng ta. Nhìn lại quỹ tích hoạt động của phu quân ở nhân gian, Bạch Tâm Huyền càng an tâm. Ít nhất, mọi tin tức đều cho thấy chỉ cần trở thành người nhà của nam nhân này, vậy thì nam nhân này sẽ không bỏ rơi người. Hắn là một lão quái vật tâm tư thâm trầm, thủ đoạn độc ác. Nhưng lão quái vật này lại còn tồn tại vài phần lòng dạ son sắt. Là một người có tình nghĩa, bạch tâm huyền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng ta nghiền nát tin tức này, đứng dậy đi gặp các muội muội của mình. Lúc bạch tâm huyền đi đến tẩm điện, Lý Bình An và Tiểu Thánh đều ở đây. Chủ nhân hoan linh cung nở nụ cười thân thiện với hai người. Sau đó, nàng ta gặp lại thôi hoa âm, cảnh thủy hương, cô Giao giác và tạ vi. Nàng ta vốn đã hiểu biết về bốn nữ nhân này từ trước, lúc này thực sự hạ mình, cùng họ trò chuyện thân mật, ngọt ngào gọi muội muội. Đối với cách xưng hô này, bốn nữ nhân không ai có ý kiến phản đối, bởi vì ai cũng hiểu rằng vị chủ nhân hoan linh cung này tương lai không thể trở thành bát nương. Dù xét về tuổi tác, kinh nghiệm hay thực lực, Bạch Tâm Huyền đều xứng đáng làm tỷ tỷ của họ. Tạ Thái Hậu là người đầu tiên bắt chuyện với Bạch Cung Chủ, cô giao giác không muốn thua kém, liền theo sát bên cạnh thôi hoa âm và cảnh thủy hương cũng dần dần tham gia vào cuộc trò chuyện năm nữ nhân cùng nhau trò chuyện vui vẻ bạch tâm huyền kể cho các nàng về chuyện tu luyện và những câu chuyện xảy ra trên mảnh đất này mà tạ thái hậu lại kể về những chuyện đã qua cùng lý nguyên cô giao giác thỉnh thoảng xen vào vài câu thôi hoa âm và cảnh thủy hương cũng góp lời một bên là yêu nữ thủ lĩnh ẩn sâu trong màn đêm của đông hải tiên vực một bên là thái hậu từng khuyên đảo trung thổ nhân gian hai bên trò chuyện vô cùng vui vẻ tuy nhiên không ai nhắc đến thành viên đã mất tích kia bởi vì mọi người đều biết tạ du đã rời đi vị kiếm tu áo đỏ ấy một mình lên xe ngựa đi đến không cảng mặc dù không cảng đã bị phong tỏa nhưng tạ du vẫn muốn quay về trung thổ thông qua quạ đen nhỏ tạ du nhắn nhủ lý nguyên một câu ta muốn đi gặp tiểu chân ta muốn ở bên con bé lý nguyên không thể từ chối yêu cầu này đành để tạ du rời đi hiện giờ có lẽ tạ du đang đứng ở mũi thuyền trống nhìn ra xa ngàn vạn gió mây ngắm nhìn sóng lớn cuộn trào nàng có khóc hay không không ai biết nhưng lý nguyên cũng không thể đuổi theo nàng thành kiến giữa hắn và tạ du tựa như một ngọn núi lớn cho dù có đuổi kịp thì cũng không thể dùng vài câu nói mà hóa giải huống chi hắn cũng không thể rời đi đã hơn nửa năm trôi qua tiên minh được thành lập và bắt đầu hoạt động quả đen nhỏ mang tin tức trở về tạ du đã đến tinh vương phủ nhưng thay vì nói tạ du đi làm bạn với vị nữ nhi kia không bằng nói là lý chân đang làm bạn với tạ du So với tạ du tùy hứng và thẳng thắn, Lý Trân người đã gần 50 tuổi và biết vận mệnh của mình lại càng giống một người trưởng thành hiểu chuyện. Khi còn nhỏ, Lý Trân hiếm khi gặp được mẫu thân, không ngờ đến tuổi già lại có thể được mẫu thân chăm sóc. Chẳng qua, tạ du tuyệt đối không đề cập tới Lý Nguyên, ngược lại quạ đen nhỏ nói tin tức của Lý Nguyên cho Lý Trân. Lý Trân đại khái hiểu rõ tình căn hậu quả, bắt đầu cố gắng cởi bỏ mâu thuẫn giữa cha mẹ. Nhưng tạ du rất cố chấp, mỗi khi Lý Trân nói đến Lý Nguyên, sắc mặt nàng lạnh lùng, Lý Chân làm thế nào cũng nói không nổi. Đảo mắt đã qua 3 năm, hầu hết các ẩn thế thế gia và thế lực lớn ở Đông Hải đều hoàn toàn gia nhập Tiên Minh. Như vậy, Tiên Minh xem như một thể thống nhất. Lý Nguyên cũng rốt cục củng cố lực lượng tới cực hạn, thông qua huỳnh trạc yêu, hắn biết, khoảng cách thiên địa đại biến chỉ còn lại có 12 năm, mà hiện tại là thời điểm tiến vào cổ điện thăm dò. Thời gian định ở 3 ngày sau, ban đêm, một giường bảy người ngủ. Lý Nguyên nằm ngửa, tay trái ôm thôi hoa âm, Tạ Vi tay phải ôm Bạch Tâm Huyền, cô giao giác, mà Huỳnh Trạc Yêu và Cảnh Thủy Hương lại dựa vào bên ngoài mà ngủ, quay về phía Lý Nguyên. Phúc tề nhân như thế, coi như là hơn trăm năm qua, Lý Nguyên lần đầu tiên hưởng được. Đột nhiên, hắn tâm niệm khẽ động, ngón tay trái nhẹ nhàng giật giật, Huỳnh Trạc Yêu bên ngoài có cảm nhận được điều gì đó trong lòng, lặng lẽ nằm xuống, bắt đầu hấp thụ thọ nguyên. Lý Nguyên lại nghiêng đầu sang phải, đã thấy Bạch Tâm Huyền đang chớp mắt nhìn hắn. Lý Nguyên hỏi, Quỷ Linh cung cha thế nào rồi? Bạch Tâm Huyền nói, ngoại trừ xá lợi tử kia, không tìm được truyền thừa nào khác, chỉ có thích giả làm mới biết. Lý Nguyên nói, ba ngày sau, ta sẽ đưa gã đi cổ điện. Nếu gã không nói gì, ta sẽ ném gã vào trong hư không vỡ nát. Nói xong, hắn lại nghiêng đầu sang trái, đã thấy thôi hoa âm lúc trước thường tỏ vẻ ghét bỏ giờ phút này cũng mở to hai mắt, đang lắng nghe, liền cười hỏi, nhạc phụ khỏe không? Thôi hoa âm đáp, ở khôi linh cung lật xem sách cổ, khôi linh cung có không ít tác phẩm khôi lỗi, phương pháp đúc bình. Lý Nguyên nghe được khôi lỗi, sắc mặt ảm đạm hiển nhiên là nghĩ tới một cố nhân không biết tung tích hắn lại nói chuyện với mấy nữ nhân khác một lát sau đó nhìn về phía trên giường tầm mắt của hắn xuyên qua nóc nhà nhìn về phía bầu trời đầy sao những ngôi sao trên bầu trời đang lấp lánh và dường như rất sống động lý nguyên nhớ tới mấy ngày trước nhìn thấy trong cổ thư tiên vực có một câu nói vũ trụ cao mà xa ngôi sao đều có thể thấy được nhưng nếu ngươi đi về phía những vì sao ngươi sẽ không bao giờ chạm được chúng đây chính là thế giới thế giới có minh giới ám giới minh giới có thể thấy được, ám giới thì không thể. Cho nên, các ngôi sao là minh giới, mà phố quỷ, địa phủ, thậm chí cổ điện ẩn nấp ở trong hỗn độn lúc này đều là ám giới sao. Lúc này ở Đông Hải đã là cuối đông, tất cả những đợt dâng trào từ thế giới bên kia dường như đã đạt đến đỉnh điểm, giống như con sóng cuồn cuộn dâng lên đỉnh điểm rồi lại dần trôi đi. Khi Lý Nguyên từ trên giường thức dậy, cô giao giác khoác chiếc áo trắng ngà đang ngồi bên cạnh ân cần giúp hắn mặc quần áo, đi giày. Bước ra khỏi phòng, tiếng xèo xèo từ chảo rán tiếng dao thớt lách cách vang lên từ trong bếp nhìn qua lý nguyên thấy huỳnh trạc yêu khoác chiếc áo xanh đang bận rộn nấu nướng gì đó chỉ lát sau bữa sáng nóng hổi được dọn ra có lẽ biết tính tình của lý nguyên nên bữa sáng không xa hoa nhưng lại rất ấm lòng gồm có mì sợi bánh bao ngoài ra còn có một số loại bánh xốp giòn được làm từ loại linh thảo đặc sản của địa phương trộn với bột mì và một vài quả trứng trần làm từ trứng của loài chim nào đó tạ thái hậu lặng lẽ xuất hiện sau lưng lý nguyên từ phía sau ôm lấy cổ hắn trước kia tạ vi vẫn là người rất dè dặt ít nhất ở trước mặt người ngoài nàng cũng sẽ vô cùng đoan trang nhưng sau thời gian chung sống tạ vi đã trở nên thoải mái và tự nhiên hơn nhiều thân phận của những nữ nhân trong tòa tháp vô cùng phức tạp có thái hậu uy quyền hoàng phi cao quý yêu nữ thủ lĩnh của thế lực tiên vực có đệ tử thiên tài của thế lực nhân gian có nha hoàn và cả thủ lĩnh tạo phản trước đây điều này tưởng chừng như vô lý nhưng mỗi người đều có những câu chuyện riêng với lý nguyên những ký ức đẹp đẽ của một đời người ngày kia sẽ đi cổ điện sao Tạ Vi nhẹ nhàng hỏi, cọ mặt vào vai Lý Nguyên. Lý Nguyên kéo nàng vào lòng, âu yếm nhìn mắt nàng. Tạ Vi liếc mắt trêu chọc, còn muốn ai ra đút cho ăn sao? Việc vượt quá thân phận mà họ có trong quá khứ đã trở thành một niềm vui nho nhỏ giữa phu thê hai người. Lý Nguyên cười, đáp, được Tạ Thái hậu của 60 năm trước đích thân đút cho ăn cũng là một vinh dự lớn. Tạ Vi cầm đĩa sứ, gắp một miếng bánh linh thảo xốp mềm, thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng hắn, tức giận nói, ăn đi. Nàng thật sự đút Lý Nguyên cũng thật sự ăn. May mà trong đình viện này không có người ngoài. Cô giao giác đi tới, cũng bưng đĩa mì, gắp mì, thổi thổi cũng đưa đến bên môi Lý Nguyên, đôi mắt to tròn sáng ngời, nhẹ nhàng nói, lão ra, mời dùng bữa. Huỳnh Trạc Yêu cũng không ngại, thấy thế, nhìn lướt qua trên bàn, liền lấy một đĩa bánh bao, chuẩn bị xé thành từng miếng và đút vào miệng Lý Nguyên. Nàng ta nhìn tạ vi ngồi bên trái Lý Nguyên, rồi chuyển mắt sang bên phải Lý Nguyên, nhưng vừa di chuyển, nàng ta liền phát hiện nha hoàn xảo quyệt kia vặn người, chen qua trước, chiếm giữ vị trí mà nàng ta nhìn thấy ban đầu. Cô giao giác nhìn chằm chằm vào lão ra bằng đôi mắt to mà không chớp mắt. Nếu nhìn kỹ thì thực ra cô giao giác là người kém xinh đẹp nhất trong sáu nữ nhân, nhưng nàng ấy thông minh và lão ra vẫn thích nàng ấy. Lúc này, trước cửa đình viện hiện lên một bóng trắng. Âm phi giống như mai ban lạnh lẽo bước vào, khí tức lạnh lùng. Nhìn về phía đình viện bắt gặp ánh mắt của Lý Nguyên và ba nữ nhân, ngoảnh mặt đi, nhàn nhạt, nhạt nói, ta trở về thu thập linh khí. Cô giao giác cười nói, Tiểu thư là được lão gia sủng ái nhất. Mấy ngày nay tiểu thư mệt mỏi quá, nên mới vội vội vàng vàng mà quên cả linh khí. Âm Phi đỏ mặt nói, chăm sóc tướng công thật tốt, ta thật sự chỉ là quên mất. Dứt lời, Âm Phi quay người vội vàng vào phòng, cầm đao bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại. Lý Nguyên tận hưởng sự ôn hòa của khoảnh khắc này, những nữ tử ở đây, mỗi một người đều cùng hắn có rất nhiều chuyện xưa, có rất nhiều nối tiếp, không thể dùng thiếp để hình dung. Nhưng sự gắn bó giữa nhau lúc này không bao giờ có thể xua tan được thời gian đếm ngược chỉ còn 12 năm nữa. Trường sinh là gì đây? Là gặp qua phồn hoa, là hưởng qua dâm mỹ, nhưng cuối cùng lại phải tiễn biệt hết thảy. Hắn đột nhiên ôm chặt tạ vi và giao giác. Có chuyện gì vậy, lão gia? Giao giác cười hỏi. Lý Nguyên cười đáp, không có gì. Hai ngày sau, 11 thân ảnh xuất hiện trước cổ điện thứ nhất. 11 người này theo thứ tự là Lý Nguyên, Lý Bình An, Hàn Phùng, Mộng Hạnh Tiên, trưởng môn cũ của Kim Huyền Môn và Mộc Huyền Môn, cung chủ Khôi Linh Cung, cung chủ Hoan Linh Cung, cùng với ba người mạnh nhất trong các ẩn thế thế gia. Lúc này Hàn Phùng và Mộng Hạnh Tiên cũng đã cơ bản khôi phục thực lực, phía sau Mộng Hạnh Tiên có yêu thú đông nghịt, Hàn Phùng thì đứng bên cạnh ả, à. chỉ là việc thăm dò hiện tại tạm thời không có phần của Mộng Hạnh Tiên. Dù Mộng Hạnh Tiên mang theo bao nhiêu yêu thú tứ phẩm và ngũ phẩm, nhưng ở trong cổ điện, chúng đều trở nên yếu ớt, không có tác dụng đánh lạc hướng mà còn dễ rước lấy phiền toái. Hơn nữa, những yêu thú này có bản năng sợ hãi cổ điện ngay cả khi bị mộng hạnh tiên thúc giục chúng cũng cực kỳ bài xích việc tiến vào do đó lý nguyên dứt khoát để mộng hạnh tiên và hàn phùng ở lại bên ngoài cổ điện xem như bảo vệ đường lui sau đó hắn nhìn thoáng qua lý bình an gật đầu thân hình lý bình an thoáng qua các phân thân xuất hiện cứ cách một đoạn thời gian lại lao vào trong cổ điện lợi dụng lúc rảnh rỗi này lý nguyên cầm lấy xá lợi tử nắm trong lòng bàn tay nói với lão giả bên trong ngươi nếu không nói cho ta biết sẽ không còn cơ hội thích già lam vẫn không mở miệng lý nguyên híp mắt quyết định mang thứ này vào trong điện cổ nếu thật sự không cậy được miệng lão giả hắn sẽ tìm một nơi nguy hiểm ném thích già lam vào lúc này hắn liếc mắt nhìn qua cổ điện nguy nga cao vút đến tận mây nền móng của cổ điện không nằm trong lòng đất mà ở thế giới bên trong ngoài ra bên ngoài cổ điện được làm từ một loại đá cứng rắn không rõ tên ngay cả tam phẩm đỉnh phong dùng toàn lực xuất thủ cũng không thể lưu lại một tia dấu vết trên tảng đá này lý nguyên vừa mới thử qua dù là hắn cũng không thể làm được. Thời điểm này, chỉ đứng bên cạnh cổ điện, hắn đã cảm nhận được một lực hấp dẫn cực lớn. Lực hấp dẫn này khiến cho những tứ phẩm trở xuống nếu đến đây sẽ chỉ có thể đi vào mà không thể ra. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho át một like, đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nha.